Thế giới hoàn mỹ tập 242, đại hắc cẩu thuyết minh tại kênh YouTube các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Sự vực dựa vào đâu để mạnh mẽ? Đó là vì bọn họ sinh sống trong một nơi có vòng tuần hoàn tốt đẹp. Có người đạp lên con đường trí tôn, nếu như thành công thì sẽ là phúc phận của cả bộ tộc, sinh linh thành tựu được sẽ đếm không hết. Các tu sĩ sẽ bế quan đạt tọa xung quanh hắn, trong quá trình hắn đạt thành tựu đạo quả thì sẽ nhận được lợi ích cực kỳ to lớn một ngày đó có thể giúp ông lão trở nên khỏe mạnh thậm chí phản lão hoàn đồng tăng thêm tuổi thọ có thể giúp đám nhóc đạt được sự gột rửa thần thánh người nhận được cơ duyên lớn sẽ có thể tái tạo thân thể thoát thai hoán cốt một lần đạp lên con đường trí tôn thì sẽ mang ý nghĩa những sinh linh khác bên cạnh sẽ được tham gia một cuộc thịnh yến từng có một câu trả lời vô cùng hợp lý một bộ tộc có người trở thành trí tôn thì sẽ có một gia tộc mạnh mẽ được sinh ra theo thời thế đây cũng không chỉ riêng vì xuất hiện trí tôn cũng bởi vì mọi người trong tộc đều nhận được cột sửa, có người trở nên mạnh mẽ, có người được phạt mau tẩy tủy, thiên tư tiến hóa, tiềm lực trưởng thành của ngày sau sẽ càng kinh người hơn. Có thể nói, chuyện này sẽ ảnh hưởng vô cùng sâu, toàn bộ bộ tộc đều được tăng lên. Huống hồ, dị vực không chỉ có mỗi việc đạp lên con đường trí tôn mà còn con đường bất hủ nữa, khi sinh vật như vậy được sinh ra thì ánh sáng thần thánh sẽ lan tràn, bản nguyên thiên địa sẽ càng kinh người hơn, có thể đào tạo cho hậu nhân đó chính là một trong những nguyên nhân giúp cho cường giả mạnh mẽ vĩnh hằng dị vực chính là nằm trong vòng tuần hoàn tốt đẹp này thành công rồi ư vẻ mặt của hoàng kim sư tử muôn phần phức tạp không ngừng nhìn chăm chăm thạch hạo ánh sao đóng bốc lên kìa có người giật mình nhìn về vực ngoại trong bất chợt bọn họ nghe được ngân hà bay lượn âm thanh gào thét của ngoại vực ánh sao mênh mông vô cùng vô tận là những chòm sao đang cùng nhau chấn động là đang chúc mừng cường giả trên con đường trí tôn là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị trong đất trời Hoàng Kim sư tử lên tiếng, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc hơn. đã đi tới một bước này rồi, Hoàng thật sự là một tên yêu nghiệt, muốn nghịch thiên rồi mà. Hoàng Kim sư tử cảm thấy một tên chuẩn trí tôn vô cùng trẻ trung khả năng sắp thành công rồi, sắp bước ra bước kia rồi. ầm ầm ầm. quả nhiên từ vực ngoại truyền tới âm thanh, hoặc có thể nói đó là chấn động của đạo, đó là quy tắc thiên địa đang dao động, chòm sao hùa theo liên tiếp tới chín lần. Tiếp đó là tinh hoa nhật nguyệt càng nồng đậm hơn hạ xuống. Tinh chấn, đạo chấn càng nhiều hơn, đây là một dấu hiệu tốt, khi sắp sửa kết thúc, sẽ công đức viên mãn ư. Ừ. Được thiên địa tán thành, tạo phúc cho đời sau, mà bản thân cũng đang nhanh chóng tiến hóa, đây chính là sự thể hiện của huy hoàng con đường trí tôn. Đạo hạnh của ta, đang tăng trưởng nè, cảm ngộ với thiên địa càng sâu sắc hơn nữa, xích long ngớ người, tên sư phụ bị ổi này quậy quá lớn mà. Nên biết, hiện tại nó cũng chẳng phải là tu sĩ tầm thường gì cả, thân là chân long và khổ tu trong 30 năm nên pháp lực kinh người, đạo quả trấn thế. Cũng chính vì hạ giới có một người tên hoang nên vững vàng áp chế nó, nếu không nó đã muốn xưng vương xưng bá rồi. Nó của hiện tại, dám hò hét với bất cứ kinh linh nào. Tiếp tục đi nào, tinh chấn động, đạo chấn động đi nào, thêm mấy chấn động khác luôn cũng được. Rùa đen điên cuồng nuốt nước miếng, bởi vì nó đã phá quan tiến lên một cấp mới. Một vị trí tôn là có thể tạo nên một bộ tộc mạnh mẽ, đây thật sự có đạo lý của nó lúc này mới qua không bao lâu mà sinh linh ở gần đó đều đã nhận được chỗ tốt cực kỳ lớn từ hắn hoàng kim sư tử tuy rất nôn nóng thế nhưng nó cũng đạt rất nhiều chỗ tốt gần cốt được cột sửa đạo hạnh tăng trưởng không hề bị khống chế nữa đó là quà tặng của đại đạo có người sung kích trí tôn và chuẩn bị hoàn thành thì sẽ có hàng loạt tường thụy hạ xuống những ông lão ngập tràn sức sống không ngừng trẻ hóa đương nhiên bọn họ của thạch thôn cũng nhận được chỗ tốt to lớn bọn chúng đang đột phá đây cũng chẳng phải một hai người mà là cả đàn cả nhóm, quả thật là một loại thắng cảnh khiến người người chấn động khó mà tin được. Trong đám thanh thiếu niên có vài người mạnh mẽ như đám đời sau từ biên hoang trở về với thạch hạo, hiện giờ chúng được thiên địa phúc phận bao phủ, được ưu ái, được ánh sáng thần thánh bao trùm, bọn chúng đã không còn là đám nhóc đang trưởng thành nữa mà vẫn được tái tạo gân cốt. Đúng rồi, bảy vương biên hoang đã có công vô cùng lớn, hiện tại đại đạo thiên đại gột sửa cho chúng, đây là một quà tặng trao cho đời sau bảy vương. Có người nghĩ thông suốt mọi chuyện. Xoẹt! Một vệt ánh đỏ đáng sợ từ trên trời hạ xuống đánh thẳng vào đầu lâu của Thạch Hạo. Tới rồi. Mí mắt của Hoàng Kim Sư Tử căng cứng, nó thật sự rất lo lắng cho thời khắc cuối cùng này, thành hai bại đều ở đây. Con đường chí tôn, dù cho đã đi tới điểm cuối thì cũng ngập tràn nguy cơ lớn, giống như hiện tại, Thạch Hạo đang bị quấy rối. Luồng ánh sáng đó như lôi đình, nhưng tuyệt đối không phải rất xanh đẹp, rất nóng bỏng tựa như một vệt máu từ trên trời lao xuống hòng xuyên thùng xương sọ của thạch hạo đó là gì mấy người sợ hãi dù chỉ đang quan sát thế nhưng bọn họ cũng cảm nhận được nguy hiểm kỳ bí cả người run rẩy có người nói đó chính là sự tra hỏi của thiên địa cố không nổi thì sẽ hóa thành cho hoàng kim sư tử giải thích trên thực tế chín phần người mười xung kích trí tôn thất bại đều ở cửa ải này Vèo đúng lúc này thì thạch hạo dục dịch như trước vẫn đang nhắm mắt thế nhưng hắn đã thoát ly khỏi thạch thôn lắc mình tiến lên vòng chờ chủ động nghênh tiếp. Ồ, làm sao lại phải rời đi thế chứ? Mọi người sợ hãi. Bởi vì bọn họ từ Hoàng Kim Sư Tử đã biết được, lúc xung kích trí tôn thì tất cả mọi người đều cần phải thận trọng, không được lộn xộn làm bậy. Ít nhất khi đang thu bản nguyên càn khôn thì không nên liều lĩnh như thế. Hắn sợ thất bại rồi hủy luôn thạch thôn, diệt luôn đại hoang. Hoàng Kim Sư Tử lộ vẻ nghiêm túc. Huynh ấy sao rồi? Rất nguy hiểm mà. Vân Hy Trắng bệch mặt mày hỏi. Vợ chồng Thạch Tử Lang đứng bên cạnh, cũng hô hấp dồn dập lộ vẻ hoảng sợ quá lo lắng theo lý mà nói nếu đã tới một bước này thì có thể nói thiên tư của hắn vô cùng ưu nghiệt và biến thái có thể chịu đựng được hoàng kim sư tử đáp ầm luồng ánh đỏ kia không thể nào tránh né được nó khóa chặt lấy và nện thẳng lên trên người của thạch hạo nơi thiên linh cái hiện lên từng làn ánh đỏ thân thể của thạch hạo lào đảo thế nhưng đã gắng gượng chịu đựng được không có bị giết chết không hề bị rơi xuống xoẹt một tia sáng tím lao xuống với khí thế bằng bạc mang theo ý vị to lớn quân lâm thiên hạ quan sát chúng sinh thạch hạo cao mày những vẫn không hề mở mắt thế nhưng hắn lại cảm nhận sâu hơn một bước những ý chí này quả nhiên không phải là lôi đình thứ được gọi là sự tra hỏi của thiên địa chính là mang theo ý chí thiên địa xuống đây ư thạch hạo suy nghĩ lúc này hắn đã thức tỉnh và phục hồi lại tinh thần để chống đỡ đòn đánh đang lao tới kia con đường trí tôn hắn chỉ được thành công chứ không cho thất bại thiên địa phúc phận vẫn đang hạ xuống hàng loạt ánh sáng an lành tựa như sóng nước đang khuấy động gần thạch thôn mọi người đều nhận được lợi ích cực kỳ to lớn nhưng loại quà tặng này cũng sẽ có điểm dừng không thể kéo dài được những người thu hoạch to lớn nhất đã có thể phá tan hai cửa ải đột phá tận hai cảnh giới khi được cột rửa thì tiềm lực trưởng thành của bản thân sẽ được thay đổi như vậy cũng khỏi cần phải bàn làm gì nữa ánh tím bán chúng thân thể của thạch hạo khiến cả người hắn rung lên bần bật nguyên thần thiếu chút nổ tung nhưng cơ thể chẳng làm sao cả khiến hắn cảm nhận được một loại kinh khủng vô bờ bến con đường chí tôn rất gian nan hắn đang bị ngăn cản không được phải rời đi nơi này thôi thạch hạo đưa ra quyết định rất nhiều phúc phận mà thiên địa dành cho hắn đã được mọi người trong thạch thôn đạt được hắn nên rời đi rồi nếu không một khi có biến thì sẽ liên lụy tới thạch thôn hủy diệt luôn đại hoang hắn muốn rời khỏi đây rồi kìa hoàng kim sư tử khiếp sợ nên biết chỉ có thể thành đạo ở một chỗ chứ không thể tùy ý thay đổi vị trí được không ai có tinh lực lớn như thế để chuyển sang một nơi khác, quá mạo hiểm. Hoặc là, sự tra hỏi của thiên địa sẽ vì đó trở nên gắt gao hơn, cho rằng đây là một loại khiêu khích. Trong thiên địa, ánh tím khuấy động từ vực ngoại buông xuống đánh thẳng lên trên người khiến thạch hạo rung lên dữ dội. Nguyên thần của hắn như muốn nổ tung. Tốc độ của hắn cực nhanh rời xa thạch thôn, vượt qua lại hoang, hắn muốn rời khỏi khu vực quen thuộc này để mang tất cả nguy cơ tránh xa nơi đây. Trên đường đi, ánh tím lấp lánh tựa như cây cột chống trời, thẳng táp hạ xuống nối liền với thiên linh cái của hắn, không cách nào tách ra, không ngừng trùng kích. Việc này rất kỳ quái và cũng rất nguy hiểm, bởi vì nó không giống như luồng ánh đỏ trước kia, một đòn đánh không chết là sẽ biến mất. Luồng ánh tím này lại khóa chặt lấy Thạch Hạo, trên vòng trời tựa như căn nguyên hủy diệt dính chặt với Thạch Hạo, không ngừng đánh giết nguyên thần của hắn. Đây là một hành động diệt sát tận gốc, không cho hắn chút cơ hội nào. Hạo Nhi, Thạch Tử lăng hét lớn, Tần Di Ninh tái xanh mặt mày chẳng chút màu máu đôi bàn tay nhỏ của vân hy nắm chặt các đốt ngón tay đều bị bầu tới mức tái xanh nàng vô cùng căng thẳng bởi vì vừa với trở thành đạo lữ của nhau không lo mà thạch hạo đã gặp phải đại nạn rồi trái trai cố chịu đựng đó lão tộc trưởng thạch vân phong lầm lầm lo âu tất cả mọi người của thạch thôn đều gấp gáp vô cùng ai cũng ý thức được đây là bước ngoặt nguy hiểm nhất của thạch hạo nếu như có thể xông qua thì thiên địa rộng lớn mặc hắn ngao hu nếu như có ngoài ý muốn gì thì sẽ bỏ mạng đây là một cơ duyên cũng là đại tai kiếp quả nhiên rời đi như vậy thì ngang ngửa với việc khiêu khích sự tra hỏi của thiên địa lại càng mãnh liệt hơn đáng lý luồng ánh tím kia đã biến mất rồi mới đúng hoàng kim sư tử run run bờ môi nói việc này cũng chẳng phải vì giao tình thân thiết với hoang mà là nó đang sợ hãi sợ thạch hạo sẽ thân tử đạo tiêu và nó cũng sẽ chết theo cùng lúc ở dị vực thì nó từng nghe nói nếu như con đường trí tôn phát sinh khiêu kích thì sẽ gặp phải phiền phúc ngập trời sẽ nhận lấy sự trừng phạt mãnh liệt và điên cuồng. Hiện giờ, hơn phân nửa thạch hạo đang gặp phải tình huống như thế khiến Hoàng Kim Sư tử sợ hãi, nó rất muốn quát ẩm lên. Tu vi hiện tại của thạch hạo sớm đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, một bước chân cũng sẽ đảo ngược sơn hà, tình không rút ngăn, chân chính là xúc địa thành thốn. Vượt xa trước kia, trước sau mấy chục năm mà đã trưởng thành khủng khiếp như vậy rồi. Thạch hạo nhấc chân là có thể tới vực ngoại, đạo hạnh cùng tốc độ này kinh khủng đáng sợ ra làm sao chứ cho nên đường tuy xa thế nhưng thạch hạo không ngừng nhấc chân thì cũng chẳng biết đã đi được bao nhiêu vạn dặm rồi chớp mắt đã tới trước vực bích hắn không muốn tới những vực khác thuộc tám vực mà là muốn tiến vào bên trong hỗn độn ầm um, không cần nói gì cả hắn đấm ra một quyền nện về phía vực bích quyền chỉ cứng rắn không gì không thể xuyên thủng khiến nơi đó nổ tung tới hiện tại hạ giới đã khó có thể ngăn cản được bước chân của hắn thạch hạo tiến vào bên trong hỗn độn đây chính là khu vực hỗn loạn bên ngoài tám vực bạo ngược nguy hiểm ngập tràn thời không loạn lưu đây là khu vực nguyên thủy hỗn độn sục sôi tựa như mây mù lại như là chất lỏng bằng kim loại đang được tôi luyện thạch hạo cũng chẳng xa lạ gì với những thứ này nhiều năm lại đây mỗi lần muốn cảm ngộ đại đạo hay là mở rộng tay chân để kiểm nghiệm đạo quả của bản thân thì hắn đều tới nơi đây nếu không hắn sợ đánh chìm hoang vực xoẹt ánh tím cuộn trào tựa như mây khói thẳng ngút trời xanh càng ngày càng kinh khủng đây là một đòn cuối cùng của luồng ánh sáng này thân thể của thạch hạo run rẩy lỗ chân lông mở rộng cả người đều là anh tím thế nhưng vẫn không có làm thương tổn thân thể của hắn những vệt ánh sáng lưu chuyển tụ tập về phía đầu lâu của hắn dầm tựa như có mấy chục vệt sấm sét nổ vang bên tai của thạch hạo và khuấy động bên trong xương sọ của hắn anh tím vô số toàn lực cắn giết nguyên thần của hắn ánh sáng này không có làm thương tổn tới thân thể mà chỉ chạm nguyên thần nó là một loại ý chí lớn lao thẩm vấn sinh linh khắp thế gian phải đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất mái tóc của thạch hạo rối bời thân thể phát sáng nguyên thần giãi ruộng kịch liệt nơi đó là ánh lửa hừng hực nguyên thần lực sôi trào hắn đang sử dụng pháp môn liễu thần để giúp lực sinh mệnh tăng mạnh bao gồm cả nguyên thần không ngừng sinh sôi đối kháng với luồng sáng tím kia cuối cùng ầm ngọn lửa màu tím đốt cháy trời cao khiến nguyên thần của hắn như hóa thành màu tím việc này cực kỳ nguy hiểm thạch hạo lảo đảo thối lui thần thức cũng đã bị xóa bỏ thế nhưng vào đúng lúc này thạch hạo trở tình ngộ trong lòng hiện lên những lý giải và hàng loạt vết tích đại đạo xuất hiện hắn đã biết vệt ánh đỏ trước kia là do tinh lực của hắn gây nên hiện giờ ánh tím chính là tử phủ của thân thể người dẫn tới những ánh sáng này đều đối ứng với thân thể thứ được gọi là nguyên thần tử phủ trước mắt nó thể hiện ra ý nghĩa bản chất nhất khoách trương và trưởng thành nguyên thủy nhất chính là tình huống trước mắt như kia cuối cùng ánh tím biến mất và thạch hạo đứng yên tại chỗ tới nửa ngày không nhúc nhích trong nguyên thần là ánh tím mịt mờ hào quang cuồn cuộn hiện ra màu tím đậm. Rốt cuộc thì hắn cũng đã được thở dài một hơi, chỉ thiếu một chút nữa là đã bị chém bay nguyên thần dập tan tính mạnh. Con đường trí tôn lại gian nan như thế. Hắn cảm thấy mình đủ mạnh, đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn gặp phải nguy cơ to lớn như thế. Hoặc là, có thể năm tháng tu đạo không đủ lâu nên, còn cách rất ra đường phân cách 500 năm kia. Tiếp đó, giữa bầu trời có một vệt ánh vàng lao xuống đốt cháy thân thể của thạch hạo bất luận hắn dãy dụa ra làm sao cũng đều không có hiệu quả lớn gì cả. Giây lát đó hắn hóa thành một bóc đuốc hình người bốc cháy nơi ấy, phát sinh ánh sáng cùng nhiệt lượng đầy kinh khủng, khiến hỗn độn sôi trào kịch liệt. Thời không loạn lưu, hư không đại liệt chảm thi thoảng sẽ xuất hiện thế nhưng không thể làm được gì thạch hạo cả. Hắn sớm đã trải qua những nỗi đau do đốt cháy nhiều rồi. a à. Cuối cùng, thạch hạo nhịn không được khẽ gầm lên, thân thể bị đốt cháy tới gần cuối, thì có phần huyết nhục khô kiệt thậm chí hóa thành than cốc một ít xương cốt cũng lộ ra ngoài bị đốt tới mức xuất hiện ánh kim rồi biến thành màu đen chuyện này đáng sợ tới cỡ nào mạnh mẽ như thạch hạo mà cũng bị dằn vặt tới mức độ này ngọn lửa không cách nào dập tắt được dù cho là hỏa đại đạo cũng không cách nào so sánh được lửa này rất kỳ lạ muốn hủy diệt hắn và hóa thành cho tàn nghiệp hỏa thạch hạo đã hiểu đây chính là nghiệp hỏa vô biên cũng chẳng phải là ngọn lửa như bình thường bên trong mang theo ý chỉ mang theo hành quyết mang theo sự tàn khốc của càn khôn. Tội nghiệp chư thiên, lượng lớn nhân quả đồng thời hạ xuống hóa thành nghiệp hỏa đốt cháy thân thể. Quả nhiên là biến thái. Con đường trí tôn quá gian nan, hắn đã bước nửa bước vào trong, hiện tại đã được xem như là trí tôn thế, nhưng vẫn gặp phải cực khổ như vậy, như muốn đốt thành bụi trần. Liệt diễm ngút trời, thạch hạo yên lặng ngồi xếp bằng, hắn đang cố gắng chống cự, không có dùng những bảo thuật đại pháp để chống đối. Bởi vì hắn từng nghe nói, nghiệp hòa hồng trần gia thân đây là một lần rèn luyện là việc cổ sửa tốt nhất để chân chính bước vào trí tôn nếu tiếp tục dùng bản thân để kiên trì thì sẽ có chỗ tốt cực lớn ánh lửa ngập trời đốt hỗn độn thành mơ hồ nơi đây vô cùng kinh khủng tựa như là một chiếc lò lửa vĩnh hằng bất diệt chấn áp nơi ấy đốt sạch chi tà trên thế gian cuối cùng ánh lửa dập tắt và bên trong cho tàn tựa như có ẩn giấu một khói kim loại trên người thạch hạo có phần phát sáng có chỗ nhăn nheo trái đen hắn dùng lắc toàn thân phủi bay cho tàn cơ thể héo tàn tỏa ra sinh cơ kim quang lưu chuyển toàn thân tượng như là kim thân bất hủ vừa được đắp nạn thành khí tức trí tôn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài khí tức trí tôn bước vào lĩnh vực này rồi ư thạch hạo cẩn thận cảm nhận thực lực của hắn đã tăng vọt mạnh hơn một đoạn dài so với cảnh giới độn nhất tới ngày hôm nay hắn mới thật sự hiểu được với trí tôn cao cao tại thượng sẽ nghiền ép sinh linh các tộc trong hồng trần với đạo hạnh trước mắt của hắn thì không cần ra tay chỉ cần hơi thả ra khí thế là đủ khiến tu sĩ cảnh giới khác run rẩy thân thể vỡ vụn. So với trước kia thì cảnh giới này tuyệt đối là chúa tể, sinh ra cảm giác cao cao tại thượng đầy ngột ngạt khó nói nên lời. Ngay như thạch hạo thì chỉ cần một giọt máu cũng có thể tàn sát đạo thống đỉnh cấp, giơ tay liền có thể phá nát tinh vực, luyện hóa nhật người tinh thần. Nếu như có sát ý thì chớp mắt có thể diệt cả đàn tu sĩ độ nhất. Thực lực tăng vọt như vậy khiến lòng thạch hạo nổi sóng chập trùng. Lạch trời không thể vượt qua, hắn cảm khái. Tuy rằng, độn nhất thấp hơn trí tôn một cảnh giới thế, nhưng lại chênh lệch quá lớn, có một danh giới hồng câu không thể nào vượt qua được. Đã tiến vào cảnh giới trí tôn rồi ư. Tâm thần của Thạch Hạo bay bồng, hắn nhớ tới mình đã chém xuống rất nhiều chấp niệm, trả cái giá cực lớn mới có thể đi lên con đường này. Hiện tại đã thành công ư. Nhưng, quá nhanh mà, tuy có chút gian nan cũng có chút sống còn thế, nhưng dù sao con đường trí tôn cũng không hề dễ đi như trong tưởng tượng. Không đúng, đạo hạnh của ta vẫn chưa có vững chắc, pháp lực nhấp nhô thân thể cùng tinh thần cũng chưa có viên mãn thạch hạo quan sát bên trong cơ thể mình rồi bình tĩnh bình luận hắn ngẩng đầu nhìn trời vào thời khắc sống còn lại hạ xuống vài luồng ánh sáng như vậy để thử thách hắn ư thứ được gọi là sự tra hỏi của thiên địa không hề kinh khủng như trong tưởng tượng thiên địa mờ mịt hỗn độn tàn phá bừa bãi hư không cắt lìa mảnh vỡ thời gian bay lượn thạch hạo đang xuất thần có chút không đúng cứ thế lên cấp ư hắn hơi chút do dự bay hướng ra khỏi hỗn độn muốn đi vào hoang vực. Lúc cất bước hắn cảm nhận được sự ớn lạnh cả người, cảm giác này chỉ trong nháy mắt là biến mất. Nhưng thạch hạo liền cứng người, bởi vì chỉ trong nháy mắt này hắn lạnh lẽo toàn thân, lông tóc dựng đứng, tim đập thình thịch. Cảm ứng trong giây lát lại để cho một vị trí tôn nổi lên vẻ nôn nóng trong lòng, cảm giác tựa như là ngày tận thế, đây là chuyện cực kỳ khủng khiếp. Thạch hạo hơi chút trần chờ rồi nhanh chóng cất bước, hắn muốn xem thử đó là thứ gì. Thiên địa tối tăm, hỗn độn lan tràn, chỉ có hư không vô tận vẻ u ám khiến người khác ngột ngạt làm tâm thần người phiền muộn thạch hạo càng đi về trước thì càng ngạc nhiên con đường về này có chút không đúng làm sao lại trở nên ngột ngạt thế này hắn biết đã có vấn đề thế nhưng không hề dừng lại mà tiếp tục tiến lên rất nhanh hắn đã thấy được một con đường đặc biệt khác là được lát thành từ tảng đá đen khi nhìn kỹ thì như bị máu nhuộm qua và khô đi thành màu đỏ đen thi thể từng bộ thi thể nằm bên trên đó những thi thể này rất quái lạ cũng cũng rất đặc biệt đều tản ra chiến ý kinh người với khí tức mạnh mẽ dù cho chết đi thế nhưng dấu ấn kích động vẫn bất diệt khí tức của trí tôn thạch hạo biến đổi sắc mặt con đường bên trong hỗn độn này rất kỳ lạ hai bên đường đi của con đường lát thành từ đá lại có từng tia khí tức trí tôn lan tràn bên trên con đường trí tôn có nhiều hài cốt thời khắc này hắn nhìn thấy được một tấm bia vỡ ngay bên cạnh con đường bên trên khắc vài chữ như thế đẫm máu và mang theo luồng sát cơ. Thạch Hạo giật mình, mạnh như hắn mà cũng cảm thấy lạnh lẽo, cơ thể căng cứng, cảm nhận được nguy hiểm khôn cùng. Phía cuối con đường là vách núi, lại đi về trước nữa thì là một màu đen kịt chẳng thấy cảnh vật gì, đó là vực sâu vô tận. Con đường trí tôn. Trên đất có bốn chữ được khắc xuống, được dùng máu để viết thành, đỏ tươi trói mắt, máu tựa như vẫn còn đang nóng. Là ai? Người nào lưu lại vậy? Thạch Hạo im lặng đứng nơi đây, lặng lặng cảm ứng, yên lặng sư tư con đường trí tôn phía trước đã bị đứt đoạn là vực sâu vô tận là muốn biểu thị nếu tiếp tục đi nữa thì sẽ rơi vào trong bóng tối cũng như vạn kiếp bất phục ư ầm ầm âm. âm thanh trong thiên địa vang lên không dứt tự như có đại đạo khuấy động đang vang vọng muốn thức tỉnh từ trong tịch diệt thạch hạo ngẩng đầu nhìn trời bên trong bầu trời xám xịt có chút hào quang có chút trật tự hắn trượt cảm ứng và bắt lấy một sợi thời cơ tiếp đó hắn ngây người ngập tràn vẻ khiếp sợ thiên nhân giao cảm hắn hiểu rõ bí mật nơi đây nhìn như chân thật nhưng thực ra là dấu vết được lưu lại từ vạn cổ thứ được gọi là con đường trí tôn chính là do đại đạo khắc thành đã từng là một phần mà trí tôn đã trải qua chẳng trách lại khắc đúng một hàng chữ bên trên con đường trí tôn có nhiều hài cốt bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé xác thực là như thế từ xưa tới nay người có thể bước ra bước này có thể xung kích trí tôn có không ít thế nhưng sau đó gần 99% sinh linh đã bỏ mạng những gì nhìn thấy dọc theo con đường này đều là những người thất bại con đường trí tôn của thạch hạo vẫn chưa xong nếu như thất bại thì cũng sẽ trở thành một thành viên như bọn họ vực sâu màu đen đó là biểu thị cho kết cục của đại đa số người ư thiên địa yên tĩnh hết thảy ánh sáng đều biến mất các loại cảm ứng cũng biến sạch thạch hạo hơi khựng lại những sau đó ngang nhiên tiến về trước hắn bước ra bước kia trực tiếp đạp lên bên trên vực sâu đường cụt đều do chính bản thân mỗi người tiếp tục con đường trí tôn đây mới chính là thử thách cuối cùng mỗi một bước bước ra thì thạch hạo đều lún xuống muốn tiến vào trong vực sâu vô tận như vậy sẽ đại biểu cho trầm luân hủy diệt bóng hình của hắn từ từ biến mất ở phía trước đang không ngừng chìm xuống thạch hạo phóng thích toàn bộ tiềm năng để chống trả hắn muốn nhảy lên muốn bay vút trời xanh thế nhưng lại bị một luồng sức mạnh mênh mông áp chế như muốn đẩy hắn xuống vực sâu. Hắn đang tiến lên và cũng đang chìm xuống, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh. Không biết đã tiến được bao xa và cũng chẳng biết đã chìm xuống bao nhiêu dặm, càng ngày càng đen tối, hoàn toàn mơ hồ, ngay cả thiên nhãn cũng đã mất đi hiệu lực. Mãi tới một khắc bản chân thạch hạo chạm trúng thứ gì đó, chấp mắt hắn cúi đầu thì trong lòng ngập tràn cảm giác mát mẻ, đây chính là đáy của vực sâu và toàn là thi thể. Con đường này đã từng chết rất nhiều người như thế ư, đều là những người thất bại. Đây cũng chẳng phải là thi thể chân chính, là do đại đạo sao chép lại thế nhưng là sự thực từng phát sinh. Huyết dịch của thạch hạo sôi trào, đang bốc cháy, hắn vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất tránh khỏi ràng buộc, phản kháng áp chế, hắn xông lên phía trên chứ không muốn trở thành một thành viên của đống hài cốt này. Nhưng, hắn vẫn bị áp chế xuống dưới, bàn chân bốc lên tử khí và không ngừng lan tràn lên trên thân thể hồng hóa hắn thành một bộ thi thể chân hoàng bất tử thuật bên ngoài cơ thể thạch hạo vang lên leng keng đó chính là linh vĩ đang kích động thiên địa đó là bảo thuật chân hoàng đang phát uy chém giết tủ khí đốt cháy hắc ám nơi đây trở nên sáng rực hắn đang chống cự muốn xông qua vực sâu hắc ám này lúc tử khí hóa sạch thì phía trước trượt có một thanh thần mâu bay tới chiếu nó xuyên thủng qua xương chán xuyên thủng qua cả đầu lâu chuyện này quá khủng khiếp xương chán của thạch hạo phát sáng và kẹp chặt lấy cây thần mâu này sau đó hắn từ từ rút ra trong cơn đau đớn tột cùng quá đột ngột từng vệt gợn sóng không ngừng tan ra trong tay hắn đó chính là lưỡi mâu do quy tắc hóa thành từ từ sụp đổ con đường trí tôn quá gian nan sau khi trải qua nghiệp hòa hồng trần thì hắn cũng chỉ được xem như là một vị chuẩn trí tôn còn chưa từng đạp qua con đường chân chính hiện giờ mới chính là thử thách cuối cùng thạch hạo tiến lên dòng rõ chín ngày chín đêm trong lúc này mỗi ngày hắn đều phải đối diện với sinh tử có rất nhiều lần thân thể của hắn gần như bị tiêu diệt thảm nhất là một lần hắn chỉ còn dư lại mỗi nguyên thần cùng tàn cốt và vài giọt máu tươi thế nhưng hắn vẫn còn sống việc này có thể đi tới cuối ư hắn cảm thấy con đường hôm nay có thể còn gian nan hơn cả con đường thành tiên nữa tại sao khi ta muốn trở thành trí tôn lại khó như thế thạch hạo tử hỏi sau đó là nhìn về bầu trời hắc ám đạo pháp là tự nhiên mà ngươi thì dục vọng thành đạo quá thịnh không phải tự nhiên trong cõi u minh trượt có tiếng gì đó đáp trả và bị hắn cảm nhận được đó chính là lời đáp của đại đạo hay là chính mình tự nghĩ ra là sự chất vất của tiềm thức đối với chính mình ta muốn thành đạo ánh mắt của thạch hạo lạnh lẽo kiên định âm um. hắn đạp về trước chẳng chút trần chờ gì không lùi bước kiên định niềm tin một giây sau hắc ám biến mất và phía trước là sườn dốc cao lớn thạch hạo muốn leo lên thế nhưng từ trên vòng trời mờ mịt lại buông xuống từng sợi xích sắc hóa chặt hắn lại và treo ở phía trước sườn dốc không thể động đậy chút nào. Đạo pháp không phải tự nhiên. Âm thanh to lớn vang lên, cũng giống như từ trong lòng Thạch Hạo truyền ra. Người nếu như vô dục vô niệm thì thành đạo cái quái gì, háo thành tảng đá còn hơn." Thạch Hạo quát lên. Ầm. Trong thiên địa có ánh sáng lan tỏa, những sợi xích sắt vang lên ào ào, mấy chục tới cả trăm sợi đều đâm xuyên thân thể rồi bắt đầu trói chặt hắn lại. Máu tươi rỉ xuống, Thạch Hạo kêu rên. Tiếp đó, toàn bộ xích sắt bốc cháy. Đó là những loại phù văn đang quay nướng thân thể của Thạch Hạo. Bất kỳ một sợi nào cũng có thể hủy diệt một vị sinh linh mạnh mẽ, mà hiện tại lại xuất hiện nhiều sợi như thế. Chấp niệm, hết chấp niệm này tới chấp niệm khác, âm thanh lớn lao kia lại vang lên. Khi nào niệm diệt, khi đó thành đạo ư? Trước đây, Thạch Hạo đã chém bay rất nhiều chấp niệm, ấy vậy lúc này lại còn nhiều như thế ư? Đã chém đi một ít chấp niệm còn không được à, lẽ nào hóa thành một tảng đá thì ngươi mới thỏa mãn? Hai mắt Thạch Hạo đầy u ám. Ầm ánh lửa hừng hực hàng loạt phủ văn đại thịnh nhấn chìm hắn từng sợi xích sắt xuyên thủng đốt cháy thân thể hòng đẩy hắn về phía diệt vong thạch hạo gặp phải cơn đau khổ đáng sơ nhất mấy ngày sau gần cốt của thạch hạo đứt đoạn tất cả là do phủ văn đốt cháy thành nguyên thần cũng lờ mờ đi hắn hết lần này tới lần khác tái tạo thân thể nhưng mà mỗi lần vừa mới khôi phục thì sẽ nhận lấy cơn đau đớn càng thảm thiết hơn Thà như vậy hồng bằng vạn niệm ngút trời thạch hạo rít lên những chấp niệm đã từng bị chém bay đều tỏa ra và hiện lên trong lòng hắn rồi phát sáng lao ra ngoài ầm nơi đây dung chuyển xích sắt càng nhiều hơn nữa quấn chặt và trói chặt lấy hắn muốn đốt cháy hình cùng thần của hắn phía sau là vực sâu hắc ám vô tận phía trước là sườn dốc cao lớn thạch hạo bị treo ở bên trên vực sâu và cách sườn dốc rất gần thế nhưng lại không thể qua được kỳ lạ là những sợi xích sắt từ trên trời cao yên lặng buông xuống đâm xuyên thân thể hắn máu tươi đầm đìa và trói chặt hắn lại. Càng dãy dụa thì lại càng chặt cúng, hiện tại đã có tới hàng ngàn hàng vạn sợi thâm thủng cơ thể hắn, âm thanh to lớn kia là từ trong lòng hắn hay là từ trên bầu trời chuyển xuống, từng sợi xích sắt là một chấp niệm, số lượng quá dọa người. Liệt diễm hừng hực, ánh lửa lấp lánh chiếu rọi cả vực sâu hắc ám, bên dưới là vô số hải cốt. Nơi đây càng ngày càng đáng sợ, huyết nhục của thạch hạo bị đốt cháy, xương cốt đều lộ ra ngoài tựa như kim loại bị nung đỏ vậy. Vạn niệm dâng trào, xích sắt rung lắc lửa lớn bốc cháy thạch hạo tựa như một khúc than cốc có thể gãy vỡ bất cứ lúc nào con đường trí tôn này gian khổ như vậy ư hắn không nói một lời trầm mặc đối kháng hòng tránh thoát khỏi cảnh khốn khó này cách bỉ ngạn còn có một khoảng cách ngắn nữa mà thôi đưa tay là có thể với tới thì làm sao hắn có thể từ bỏ chứ 500 năm là một đường danh giới cấm kỵ ư hắn gầm nhẹ tự hỏi chính mình với thiên tư của hắn thì ngày sau để trở thành trí tôn là chuyện dễ dàng hiện giờ sở dĩ rơi vào trong khốn cảnh này cũng là bởi vì hắn nóng lòng cầu thành muốn quạt khởi ngay tức khắc hắn lo lắng mình không có thời gian nhiều hắn sợ hãi những đại năng khác không cho hắn cơ hội hắn nghĩ ngợi về cuộc tính sổ lớn sắp tới hắn cảm thấy bản thân quá thiếu thời gian nếu tiếp tục trì hoãn nữa thì sợ sẽ chậm hắn sợ không có cơ hội đi đấu võ và sẽ bị người trong lĩnh vực nhân đạo đánh giết nếu như không nhanh chóng vọt lên trời xanh thì ngày sau chắc chắn sẽ bị xóa bỏ ngay cả cơ hội liều mạng cũng chẳng có là bi ai to lớn nhất khi sinh ra ở thời đại này. Thành đạo. Hắn gầm nhẹ, dãy dựa ra sức hướng lên trên, muốn bay lên thương khung. Từng sợi xích sắt đều tới từ thương vũ, thạch hạo dùng mọi khả năng tiếp cận với nơi đó, thân thể hắn ngập tràn vết dạn gần như hóa thành than cốc. Huyết nhục khô héo biến mất và trở thành cho tàn, xương cốt đỏ, bừng như muốn tiêu biến, đồng thời những vết dạn nứt trải rộng khắp nơi. Có thể nói, đây là tuyệt cảnh, hiện giờ thân thể hắn đang trong tình cảnh hấp hối không chỉ thân thể mà ngay cả nguyên thần cũng hết sức yếu ớt từng sợi xích sắt đâm thẳng vào trong xương sọ và không ngừng bốc cháy răng rắc tựa như than cốc vậy thân thể của thạch hạo giãn nứt thế nhưng không có chia lìa bởi vì vô số xích sắt đâm xuyên và cuốn vòng quanh sinh cơ của hắn đanh nhanh chóng giảm bớt gần như không thể cảm ứng được nữa đôi mắt lờ mờ hốc mắt hãm sâu bởi vì khuôn mặt thiếu đi huyết nhục nên dáng vẻ vô cùng ghê rợn tựa như là bộ xương khô trái khét thân tử đạo tiêu ư tiếp cận với tử vọng tinh khí thần một thân đều khô kiệt đèn cạn dầu là như thế nào đây chính là trạng thái như thế leng keng leng keng đột nhiên hai mắt của thạch hạo sáng ngời óng ánh tới kinh người hồi quang phản chiếu là cố sức lần cuối ư sinh cơ phồn thịnh lan tỏa sau lưng của thạch hạo hiện lên cặp cánh chân hoàng bên trong thể phách của hắn vọt lên một ngọn lửa khác khi kể bên cái chết hắn đã vận dụng tới hàng loạt lá bài tây của mình ầm hắn vọt lên thân thể vốn đã tựa như than cốc đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ huyết nhục sinh trường đạo cốt gắng kết từ từ phát ra ánh sáng lộng lẫy phục sinh trong tuyệt cảnh thức tỉnh trong tịch diệt phượng hoàng biết bàn đây chính là tâm pháp mạnh mẽ nhất của tộc này và cũng là đại pháp chữa thương đệ nhất thế gian có thể nói là có một không hai nó không chỉ có thể chữa thương mà còn có thể dùng để tu hành từng có người kiên cường quyết đoán chém đi bản thân mình tiêu diệt đạo hạnh cả đời phá hủy tất cả để làm lại từ đầu đáp lại chân ngã niết bàn trong tử vong, trở về từ trong tịch diệt, càng mạnh mẽ hơn nữa. Đây chính là đại pháp vô thượng của dòng dõi chân hoàng. Thạch hạo bị bức ép tới một bước này nên không còn lựa chọn nào nữa, không còn cách nào nữa đành phải dùng tới bảo thuật vô thượng của bộ tộc Phượng Hoàng để cho bản thân bốc lên liệt diễm hừng hực, ánh lửa ngút trời. Rất nhanh, cơ thể của hắn đã căng đầy, huyết nhục óng ánh, ánh sáng lộng lẫy tuôn trào, xương cốt gãy vỡ đã sớm tái tạo lại tựa như sắt thép phát ra âm thanh bong bong hắn xông thẳng lên trên không chặt đứt xích sát thì không thể thoát vây được hắn muốn giết thẳng trời cao để xem thử là thứ gì đã trói buộc hắn lại thứ được gọi là một niệm một xích là có thật hay không hắn không tin một con vượng hoàng hình người ngập tràn ánh lửa lao vút thẳng trời mây tiến vào trong bầu trời hư không chấn động tới sụp đổ đại đạo nổ vang ầm ầm tới điểm cuối cùng thì hắn đã thấy được chân tướng đó là đại đạo một đoàn hỗn độn hoàn toàn mờ mịt đang ở nơi đó diễn biến hóa thành các loại đồ án của vạn linh tựa như cỏ cây cá sâu. ầm. một giây sau nó hóa thành thế giới thụ, không cao lắm thế, nhưng phiến lá rung lắc sẽ lan tràn ra vô số quy tắc, trật tự như cầu vòng đâm thủng thân thể thạch hạo, xích sát xuất phát từ nó. gào. một lát sau nó lại thay đổi, trở thành một con cổ thú dữ tợn, hai khí âm dương lưu truyền, hàng vạn gai nhọn sắc bén sinh trưởng trên thân đâm thủng thân thể huyết nhục của thạch hạo. cổ thú khai thiên à? thạch hạo hét lên đồng thời lảo đảo thối lui một bước là một vệt máu tiếp đó mưa ánh sáng bay tán loạn và nơi đó lại biến hóa cổ thú biến mất rồi đầy trời là hạ sống mang theo cánh hoa từ giữa bầu trời buông xuống và cắm rễ lên trên thân thể của thạch hạo đồng dạng đây cũng là một loại cực hình nó rút lấy huyết nhục của thạch hạo hạt sống này mầm sinh dễ đâm xuyên vào xương của hắn hỏng hút lấy cốt tủy biến hóa không ngừng nghỉ tuy rằng thạch hạo đang phản kích thể nhưng vẫn bị trọng thương muốn thành đạo cần phải tài đạo đại đạo hữu hình hiện ra và không ngừng hạ xuống ép người như muốn nổ tung sinh linh muốn thành đạo vậy đạo cũng sẽ muốn nuốt lấy sinh linh thạch hạo trượt có ảo giác muốn thành đạo thu được bí mật của bản nguyên thiên địa nắm giữ các quy tắc cùng áo nghĩa của thế gian này thực ra trong quá trình này đại đạo cũng đang tính kế sinh linh hắn bỗng nhiên nghĩ tới tiểu tháp năm đó mỗi lần nó nói đều nhắc tới chuyện cân bằng nói giao dịch nhân quả hoặc là cũng tương tự như vậy muốn thành đạo trước tiên phải tài đạo tìm kiếm huyền bí của thiên địa, nắm giữ đồng thời các loại quy tắc thì cũng sẽ bị thiên địa này ăn mòn, muốn chém giết hoặc là nuốt chừng tinh hoa của nó. Cho nên, 99% sinh linh đều chết cả. Tu sĩ là gì? Chính là một đám sinh linh muốn đi ngược lên trời. Quá trình tu luyện này đã vi phạm đại đạo tự nhiên, đương nhiên bọn họ sẽ phải bị phản kích. Chân tướng chính là như thế. Chỉ là có một ít người trong quá trình tu hành đã nghĩ ra các loại biện pháp thuận theo tự nhiên, tức là đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông. Hiện giờ Thạch Hạo không phải như thế mà mạnh mẽ đang lâm lên đỉnh cao, hắn chưa từng đi từng bước một và cũng không có chuẩn bị kỹ cả mọi thứ, chấp niệm quá sâu, xung đột với thứ được gọi là một cách tự nhiên. Đương nhiên, chưa từng thành tiên thì không thể thấy được áo nghĩa trung cực. Thạch Hạo chớp mắt tỉnh ngộ, đây cũng chỉ là một góc trong bí mật bản nguyên mà thôi. Ta đã đi lầm đường rồi, lấy thân làm trùng, dựa vào gốc gác của ta, dựa vào sự chân thành của ta, ta tìm kiếm bên ngoài đại đạo thiên địa, chỉ là học tập noi gương chứ không phải làm theo mặc dù thạch hạo đang trọng thương máu tươi đầy người thế nhưng vẫn lên tiếng nói như thế lời nói lạnh lẽo đanh thép trong lòng có một niềm tin nào đó càng ngày càng lớn con đường có thể sai lệch thế nhưng đã đi tới đây rồi thì không thể lui được cần phải tiến về trước hắn không thể chết được chỉ có thành công người đã nói là một niệm một xích vậy thì trở lại đây cho ta vạn niệm đại thịnh thành đạo thạch hạo hét lớn bùng phát ra sức mạnh tối cường nhất thể nội của hắn tựa như nổ tung phát ra thần quang vô lượng khí tức trí tôn che kín bầu trời hết thảy xích sắt đều bị kéo căng thẳng cứng vang lên keng keng giữa bầu trời đại đạo kia biến hóa thất thường lúc là rồng lúc là chó đất có khi lại là thế giới thụ thế nhưng mặc kệ như thế nào thì cũng có tới hàng ngàn hàng vạn sợi xích sắt đung đưa xuyên thủng thân thể thạch hạo thạch hạo biết mình đang gặp phải phiền toái vô cùng lớn bởi vì đã đưa sự lựa chọn về con đường thành đạo thì trường kiếp nạn này của hắn sẽ vượt qua những người khác tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Vạn niệm đốt đạo, thạch hạo hét lớn, chẳng thèm đếm xỉa gì nữa. Hàng loạt chấp niệm trong lòng chưa tiêu tán kia càng ngày càng mạnh mẽ hơn và bộc phát từ trong thân thể ra ngoài, chúng dọc theo xích sắt nhằm về phía đại đạo. Hắn muốn xung kích ngược lại. Ánh lửa nhấp nháy, đó chính là niệm của hắn. Nó hóa thành ánh lửa đốt cháy vạn đạo. Nhưng trung quy lại hiện tại hắn không cách nào so với đại đạo được. Tựa như con thiêu thân lao vào biển lửa. ầm, hắn bị đánh rơi xuống dưới thân thể bốc cháy và lại hóa thành cho bụi chân hoàng hí dài thạch hạo từ trong tình cảnh hiểm nguy triển khi chân hoàng bất tử thân lần nữa thức tỉnh vào nhào về phía chân trời hắn muốn kéo đứt những sợi xích kia và thu chúng lại một lần tiếp một lần không ngừng sung kích mãi cho tận cuối cùng khi hắn sức cùng lực kiệt tinh khí thần đều đốt cháy sạch sẽ chân hoàng bất tử thuật cũng có lúc sẽ cạn kiệt không phải là vô hạn giữa bầu trời đại đạo chuyển động nhưng rất mơ hồ và rồi dần dần biến mất nó thu lại tình huống gì thế này thạch hạo ngây người hắn dùng sức lực cuối cùng hít lấy hít để tinh khí xung quanh để bổ sung thứ cần thiết cho chính mình cuối cùng hắn từ từ hạ xuống và xuất hiện ở nơi bỉ ngạn đang lâm lên sườn dốc phía đối diện vực sâu tự ta gột rửa cho ta thạch hạo lên tiếng hắn ngồi xếp bằng và lôi kéo linh khí thiên địa bổ sung thứ cần thiết đạo cốt gần hủy được tái tạo lại thân thể lấp lánh hắn đang nhanh chóng hồi phục lại như cũ tới cảnh giới này một giọt máu đủ để phục sinh chứ đừng nói là hắn vẫn còn tấm thân tả tơi này, cho nên hắn còn sống, hồi phục lại đỉnh cao cũng không thành vấn đề. Thạch Hạo rời khỏi khu vực hỗn độn và xuất hiện ở hoang vực, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ mà trước nay chưa từng có. Tình huống như vậy, là đã thành đạo rồi ư? Thẳng tới lúc này mà Thạch Hạo vẫn còn nghi ngờ, và thời khắc cuối cùng đại đạo hữu hình hiển hóa ra kia vì sao lại thu lại. Đồng thời, hắn không còn được sự chúc phúc của thiên đạo nữa, chưa từng đạt được sự gột sửa tường thủy cứ thế nhẹ nhõm thành công sống qua đại kiếp nạn, chẳng chút chân thực gì cả. Gào. Xa xa truyền tới tiếng gào, hoàng kim sư tử vọt lên tận trời cao, tốc độ cực nhanh, vì thế hùng hổ. Một con sư tử khổng lồ như vậy khiến cho cả bầu trời phải run rẩy theo. Hoàng kim sư tử lệ rơi đầy mắt, lớn tiếng gào thét khiến thạch hạo vô cùng kinh ngạc, nó quan tâm mình tới vậy luôn à. Cảm ơn đất trời, cuối cùng ngươi cũng không có bỏ mạng, ta cũng không cần chôn cùng ngươi nữa khi thạch hạo nghe được những lời này thì liền hiểu vì có liên quan tới khế ước nên tên khốn này sợ sau khi hắn chết thì mình cũng diệt vong theo tình hình của ngươi thế nào rồi thất bại à hoàng kim sư tử nghi vấn nói thất bại mà còn sống thật sự là tên yêu nghiệt bất tử mà có tức giận mày có ý gì thế hả thạch hạo nhìn về nó tiếp đó là hắn lộ ra một chút uy thế trong giây lát đó thiên địa hoàn toàn khác hẳn toàn bộ thế giới đều run rẩy theo sơn hà chấn động nhật nguyệt lu mờ như muốn rơi xuống hoàng kim sư tử hoảng sợ toàn bộ bộ lông trên cơ thể dựng đứng nó không cách nào chịu đựng nổi sợ hãi rồi sụi lơ run rẩy nơi đó nó không cách nào không chế được bản thân đây là uy thế bắt nguồn từ tận linh hồn khiến nó không thể nhấc đầu lên nổi nằm sấp trên mặt đất uy thế trí tôn làm nó sợ hãi tên này thật sự đã trở thành trí tôn trong chớp mắt đã khiến cho một tu sĩ cảnh giới độ nhất như nó run lẩy bẩy thần phục trên mặt đất quá khủng khiếp nhưng có gì đó sai sai tại sao lại tốn thời gian lâu như thế chứ nó nhớ được những người khác thành đạo cơ bản không thể kéo dài tới mấy ngày được chuyện này không bình thường thạch hạo thu hồi lại uy thế hết thảy tinh khí thần nội liễm thì hoàng kim sư tử mới có thể khôi phục lại bình thường thạch hạo lộ vẻ khác thường hắn phải nên cẩn thận mới được những sóng pháp lực cần phải chắc chắn không được tiết ra ngoài toàn bộ khí tức đều phải nội liễm trong cơ thể nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay sơ sót một cái khí thể của hắn tuôn ra ngoài thì có thể khiến những sinh linh khác diệt vong sau khi hoàng kim sư tử khôi phục lại bình thường thì nó cẩn thận hỏi mười mấy ngày vừa rồi ngươi đã làm những gì thế hả thành đạo chống lại sự tra hỏi của thiên địa thạch hạo đáp cái gì hoàng kim sư tử hoàn toàn không cách nào bình tĩnh được nữa dáng vẻ chấn kinh cùng kỳ lạ sao có thể có chuyện này chứ không phải chỉ cần một hai ngày là đủ hay sao cần phải đối kháng với sự tra hỏi của thiên địa tới tận mười mấy ngày luôn à thành hoặc bại một hai ngày hẳn phải có kết quả mới đúng chứ tình hình hiện tại của ngươi như thế nào rồi hoàng kim sư tử hoài nghi thạch hạo nhìn nó một chút rồi không có ẩn giấu gì bởi vì hắn biết con sư tử này tới từ dị vực nên gặp nhiều biết nhiều cao thủ dị vực như mây nên nó chắc chắn biết các loại bí ẩn trong quá trình thành đạo trí tôn sau khi hoàng kim sư tử nghe xong thì chỉ biết trợn tròn xoe cặp mắt không được thiên địa chúc phúc chưa từng nhận được sự gột rửa tinh khí là do chính ngươi tự bổ sung lấy chuyện này Hoàng Kim Sư Tử dù nghĩ thế nào cũng luôn cảm thấy kỳ quái, cuối cùng nhịn không được nói. Người như vậy mà cũng tính là thành đạo à. Thật ra người cố gắng sống chết chịu đựng, ngay cả đại đạo cũng chẳng thèm dày vò người, nó ghét bỏ người, cảm thấy người quá phiền. Nó vừa nói móc và cũng vừa khiếp sợ, chuyện này khó mà tin được. Trạng thái của Hoàng hiện tại là gì? Không phải thành công viên mãn mà như là một tên tiểu cường bất tử gắng gượng chịu đựng qua. Xem như đã thành đạo rồi ư, nó đánh giá không được nghe nó nói như thế thì thạch hạo cũng không nói gì nữa nghĩ kỹ lại hắn cảm thấy quả thật mình đã cố gắng chịu đựng được không thắng không bại không biết có nên tính là đã thành công hay không đại đạo sẽ chúc phúc trí tôn chuyện này rất quan trọng ngươi lại không đạt được những thứ này vậy có tính là đã thành trí tôn hay không đây hoàng kim sư tử nghi hoặc nói thạch hạo cũng đang suy nghĩ sức chiến đấu rõ ràng đã tăng vọt tới một hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp hắn tin chắc nếu như gặp lại kim thái quân lão tổ của phong tộc thì chắc chắn không cần phải chạy trốn nữa nếu như hắn đã trở nên rất mạnh mẽ thì có thể sẽ giống như đại trưởng lão sẽ cho kim thái quân mười mấy cái bạt tai thạch thôn đã ở trong tầm mắt với thạch hạo thì chân trời cũng chỉ trong gang tất mà thôi dưới chân hắn xuất hiện một đại lộ kim quang vượt ngang hoang vực và nối liền tới trước thôn hắn từ mấy vạn dặm bên ngoài cứ thế hạ xuống trước cửa thôn người trong thôn hô hào ăn mừng nhìn thấy được thạch hạo sống sót trở về thấy hắn bình an không việc gì đây là tin vui lớn nhất rồi. Con trai, con thế nào rồi? Tần Di Ninh cùng Thạch Tử Lăng từ lo lắng chuyển sang mừng rõ. Tần Di Ninh lao đi nước mắt nơi khóe miệng, trên gương mặt nở nụ cười tươi giói. Vân Hy cũng đi tới, dáng ngọc yêu kiều, nhẹ nhàng như hoa lan, áo tím phấp phới tựa như quảng hàn tiên tử dáng trần, mỹ lệ xuất trần. Lúc này, trong mắt nàng lộ ra nét mừng rõ, là sự hài lòng xuất phát từ nội tâm. Thúc thúc trở về rồi, quá tốt mà, nhất định đã thành đạo, vô địch thiên hạ một đám thiếu niên nhanh chóng lao tới. Cháu trai, trở về là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong hoàn toàn yên lòng, những ngày qua lão vô cùng lo lắng sợ hãi Thạch Hạo, sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó. Trong đôi mắt già của của lão đều mang theo nước mắt. Bạn đang xem Thế giới Hoàn Mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Thời khắc này Thạch Hạo hiểu rõ dù như thế nào hắn cũng không thể chết toàn bộ thạch thôn đều xem hắn như là trụ cột nếu hắn ngã xuống thì hậu quả khó liệu sư phụ bỉ ổi sư phụ mạng lớn thật đó chớ như vậy mà cũng chịu nổi luôn à xích long lên tiếng kết quả vừa mới nói xong liền bị thạch hạo một cước đá bay chẳng thấy tăm hơi đâu nữa đương nhiên hắn cũng rất cẩn thận thu lại toàn bộ khí tức cũng như gợn sóng nếu không khả năng xích long sẽ thành cho tàn dù cho là chân long cũng thoát không được ha ha quá tốt người đã thành công rồi à chu yếm nhảy dựng lên hà hà không nghĩ tới huynh đệ của ta lại trở thành trí tôn từ đây kẻ nào dám hò hét với ta nữa chứ ta cũng nên chăm chỉ tu luyện đại vương bá thần quyền rồi tam hắc giáo giác ngó tới ngó lui với bộ dạng đầy hèn mọn cút cút sau một bên lo đi luyện vương bắt quyền của ngươi đi chớ có làm loạn nhận thân thích đại hồng điều một cách quét nó ra xa thạch thôn náo nhiệt mãi tới tận mấy ngày sau thì trong thôn mới yên tĩnh lại đôi chút thiên địa này đã xuất hiện biến hóa tinh khí tựa hồ mỏng manh hơn nữa đang từ từ giảm bớt chú yếm tìm tới thạch hạo rồi nói thế trên thực tế mấy người lão tộc trưởng, thạch tử lăng vân hy cũng đều cảm nhận được bọn họ đều nhìn về phía thạch hạo để xem hắn có ý kiến gì không thạch hạo càng nhạy cảm hơn sau khi trở về thì hắn đã nhận ra rồi trong mấy ngày nay hắn cũng đi khắp nơi ở tán vực thế quả đều như vậy hắn cũng đã tiến vào hư thần giới để hỏi điều ra cùng tinh bích đại gia hai người này rất nghiêm túc nói rằng thế đạo đã thay đổi trong thiên địa sẽ xảy ra việc đầy khủng khiếp thiên địa có biến ta đoán chừng đã xảy ra vấn đề lớn ở thượng giới rồi để ta lên đó xem thử thế nào thạch hạo quyết định lên đường trước khi rời đi hắn nhìn về phía vân hy truyền âm nói đạo lữ thời loạn lạc ở cùng nhau thì ít mà cách xa thì nhiều ta đi cửu thiên một chuyến đã hiện tại hắn cảm thấy hổ thẹn với vân hy vì tu luyện vì trong thời gian ngắn để trở thành trí tôn nên hắn đã đáp ứng ba mẹ thành đạo lữ với Vân Hy. Nhưng, ngay trong đêm động phòng hắn lại ngộ đạo, lại bế quan. muội chờ huynh, Vân Hy chỉ nói ba chữ này. Thạch hạo rời đi, lúc trên đường đi qua thiên vực thì đã khiến chủ cấm khu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới hắn thật sự đạt tới mức độ này rồi. Rất quái lạ, còn chưa hoàn toàn thành công, ta muốn ngươi phải hoàn thiện cho bằng được. Thạch hạo gật đầu, hắn theo đuổi là cực đạo, nhất định phải hoàn mỹ mới được có thể đi tới một bước này thì xem như đã đánh vỡ thần thoại rồi. Thạch hạo lên thượng giới rất thuận lợi, con đường cổ xưa kia căn bản không chút vấn đề gì với hắn, không cách nào ngăn cản được bước chân của hắn. Rời khỏi thập tự âm dương địa thì hắn chợt cao mày, bởi vì hắn cảm nhận rất rõ ràng thiên địa này đã hoàn toàn khác, linh khí giảm mạnh, thậm chí có chút mỏng manh. Nếu so sánh với trước kia, tranh lệch cả một đoạn dài. Thiên địa có biến. Thạch hạo vọt lên rồi bay về nơi xa, tiếp đó không lâu, thì thấy được mây đen cuồn cuộn, lửa ác ngập trời. Đó là vật chất hắc ám ư, ba ngàn châu sao rồi, tất cả đều bị sinh linh hắc ám chiếm cứ hết ư. Hắn phóng mắt nhìn tới, đại quân hắc ám đang đẩy nhanh tới một châu này, khí thế, quét sạch thiên hạ. Sau đó, Thạch Hạo nhìn thấy được một vài sinh linh, rồi tới thám thính, lúc này hắn giật mình nhận ra một chuyện. Ba ngàn châu, một nửa đại châu đã rơi vào trong tay sinh linh hắc ám. Một nghìn năm trăm châu đã đổi chủ viện quân của tiên giới không thể ngăn trở được. Đồng thời, gần đây chợt bùng phát một chuyện khiến nội tâm người người hoảng sợ, đó chính là sinh linh hắc ám và tiên vực đều ngừng chiến, tạm thời không khai chiến nữa. Thiên địa cắn trả, thời đại mạt phát tới rồi, đó là lời nói đầy sợ hãi của một ông lão nói cho Thạch Hạo biết. Trên thực tế, không biết người đều biết đó là do khách của tiên vực nói ra, bọn họ đã cảm ứng được điểm dị thường đầu tiên và sau đó không lâu quả nhiên đã có kinh biến. Cửu thiên thập địa, những cổ điện này đang trôi giạt và như muốn hợp lại với nhau quay về cùng một giới biến cố đáng sợ nhất chính là đại đạo cao xa linh khí sẽ từng bước khô cạn và sẽ tiến vào thời đại mạt pháp không thích hợp cho việc tu hành thậm chí là còn là thời đại vô pháp dù cho là sinh linh của tiên vực cũng sợ hãi và nghĩ đối sách sợ lan tràn vào trong tiên vực hơn nữa hiện tại sinh linh hắc ám cũng đã dừng lại cũng đang do dự và quan sát hỏng rồi thạch hạo cao mày việc này không thích hợp cho sự quật khởi của hắn thời đại tàn khốc nhất muốn tới thế nhưng lại không thích hợp cho việc tu hành sinh ở đời này chính là bi ai nhất của sinh linh đương đại thạch hạo muốn thấu hiểu tường tình tới tột cùng là vì sao lại tạo nên sự kiện khủng khiếp này hắn muốn tìm người quen tìm cố nhân và cũng muốn biết tình trạng gần đây của bọn họ tới cùng là như thế nào người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tào vũ sinh tên khốn này có sư phụ có thể xem cổ kim tương lai hiện giờ không biết thế nào sống hay chết Năm đó chia tay, Tào Vũ Sinh cũng không hề ẩn giấu mà nói cho hắn biết nơi ẩn cư của mình với Sư Tôn, nếu như có chuyện thì có thể tới đó tìm hắn. Thạch Hạo không có trì hoãn nữa, hóa thành tia điện biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, đây là một sơn cốc vô cùng phổ thông, bên trong trống không chẳng thấy bóng người. Đáng vui nhất chính là, vật chất hắc ám vẫn chưa có ăn mòn tới một châu này. Hắn đi cửu thiên chưa về à, nhưng mà ngay cả Sư Tôn của hắn cũng không có ở đây. Thạch Hạo nghi hoặc, bên trong sơn cốc có nhà tranh? có động cổ thế nhưng đều chẳng có ai. Với thần niệm đầy mạnh mẽ của hắn, thì hiện tại không một ai có thể giấu giếm được. Sau đó không lâu, thì Thạch Hạo tìm thấy được dấu vết do Tào Vũ Sinh lưu lại, nó rất bí ẩn, nhưng vẫn bị Thạch Hạo phát hiện. Dấu ấn hiện ra và Tào Vũ Sinh đang khóc lớn đầy bi thương, vô cùng thảm thiết. Thời đại hắc ám đã tới, sư phụ của ta đang đi nghênh tiếp, không thể trở về nữa rồi, hu hu hu. Thạch Hạo ngẩn người rồi thở dài. Thời đại mạt pháp đã tới, Giống như những gì sư tôn đã dự đoán từ trước, ta sớm muộn gì cũng sẽ chôn sâu trong lòng đất, ta sẽ đi chọn một phần cho mình đây." Hắn lưu lại một đoạn như thế. Thạch Hạo ngây người sau đó, cẩn thận quan sát dấu ấn này, hắn đang phá giải để xem Tào Vũ Sinh đi đâu, thật sự là muốn tự chôn bản thân mình ư? Ừ. Dấu ấn bị phá giải, bởi vì bên trong có mật chú mà Tào Vũ Sinh cùng với bằng hữu năm xưa đã ước định, thành ra có thể chiếm được tin tức ẩn giấu bên trong. "Ta muốn đi vùng đất luân hồi." Sư phụ nói, nơi đó rất thích hợp để dưỡng thi, chính là vị trí ta chôn thân, tạm biệt mọi người nhé. Nhìn thấy những lời này đáng lẽ sẽ phì cười, thế nhưng thạch hạo lại cười không nổi, cảm thấy chua xót thời đại chết tiệt này lại tới như thế, quá đau buồn. Vùng đất luân hồi, thạch hạo dựa theo tin tức chiếm được lên đường tìm kiếm. Theo như sư phụ của Tào Vũ Sinh nói, nơi đó có động phủ của luân hồi tiên vương, còn có lời đồn rằng vô trung tiên vương cũng từng mở phụ đệ bế qua nơi này. Cũng có lời đồn khác, đây là vùng đất luân hồi chân chính, không hề có quan hệ gì với tiên vương cả. Lại có mật địa như này. Với Thạch Hạo thì khoảng cách có xa hơn nữa cũng không thành vấn đề, vùng đất cổ này ở ba ngàn châu và cũng không thoát ly khỏi đại lục cổ này, thành ra tìm dễ hơn rất nhiều. Một đường tìm kiếm, rốt cuộc hắn cũng đã tới. Rừng rậm nguyên thủy, dãy núi rộng rãi, đi vào nơi sâu nhất có thể thấy được một vài gạch ngói vàng óng được giấu sâu trong tầng đất. Sơn mạch này không cách nào ngăn cản được ánh mắt của Thạch Hạo, hiện tại hắn có thể nhìn thấu nhiều thứ hơn chính là nơi đây rồi hắn dừng lại phía trước một khu rừng núi nơi đây có sương mù có tinh khí đất trời tương đối nồng đậm tiếp đó là hắn lướt người tiến vào trong sương mù rất nhanh hắn đã xông qua các loại trận pháp bước vào trong một vùng tịnh thổ bán phong ấn cũng xem như là một thế giới nhỏ thạch hạo nghĩ tới hàng loạt khả năng thế nhưng không nghĩ tới sẽ thấy được một màn như trước mắt này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn khiến bản thân kinh ngạc tới ngây người hắn nhìn thấy được tào vũ sinh cùng với một con chó cả hai đang chơi đùa bên trong tào vũ sinh kia cũng không phải tào vũ sinh đã trưởng thành mà chỉ tầm bảy tám tuổi mập ú trắng nõn là đang chạy trốn xảy ra chuyện gì thế thạch hạo ngạc nhiên vô cùng tào vũ sinh phản lão hoàn đồng à tại sao hắn lại biến nhỏ lại quá non nớt mà phía sau hắn chính là một con chó con to bằng bàn tay đang gào rú truy sát ở phía sau thạch hạo choáng váng việc này quá mất mặt một con chó chỉ to bằng bàn tay lại truy sát tào vũ sinh khiến hắn kêu la chạy mất dép người trả lại bánh bao nhân thịt rồng cho ta đó là thứ để đại gia người sống lại dùng đó con chó nỏ to bằng bàn tay kêu gào thạch hạo hoàn toàn ngất lịm bánh bao nhân thịt rồng quả nhiên hắn nhìn thấy được nơi tay của tào vũ sinh đang cầm một chiếc bánh bao trắng mịn dù cho đánh chết cũng không buông tay và không ngừng chạy trốn hắn muốn nhét vào trong miệng thế nhưng con chó ở phía sau không ngừng há miệng công kích hắn chó chết mày đang lừa ai đó hả gì mà huynh đệ của vô trung đại đế gì mà tiên vương chuyển thế mày nghĩ tao là đồ ngốc hả chưa có chém gió trả lại chẳng khác gì vứt bánh bao cho chó ăn à Tao vũ sinh la hét chuyện gì đang xảy ra thế này thạch hạo kinh ngạc người đảo mộ trộm mà móc đại gia ta lên ta sẽ thu ngươi làm nhân sùng còn chống chế nữa hả còn muốn lấy cắp bánh bao thịt rồng của ta hôm nay ta đun sôi ngươi luôn chó con đưa chiếc chân dài tới đồng thời luôn miệng kêu gào thực ra nó còn không dài hơn bàn chân của tào vũ sinh thế nhưng lại đang đuổi giết hắn thạch hạo há hống miệng tình huống gì thế này như tào vũ sinh đã nói hắn đi chọn mộ kết quả đã đào ra một con chó con sư phụ của ta đã để lại trường sinh dược ở đây nhất định đã bị con chó chết nhà mày ăn vụng rồi trước tiên mày cứ trả lại cái đã nếu không bánh bao nhân thịt rồng sẽ không bao giờ trả lại nhân sùng người chọc tức ta rồi đó nhận lấy trừng phạt đi thạch hạo cảm thấy xấu hổ thay cho tào vũ sinh bị một con chó con nhỏ chút xíu truy sát và lại còn không ngừng hu hu khóc lớn. Nhân sùng, nhận lấy trừng phạt đi. Chó con to bằng bàn tay kêu gào gọi Tào Vũ Sinh là sùng vật hình người, nó há miệng phun ra một tia điện đánh về trước. Tào Vũ Sinh phản lão hoàn đồng, hiện giờ cũng chỉ tầm bảy tám tuổi, thân thể ục ịch mặc bộ đạo bào thế, nhưng lại vô cùng linh hoạt, không ngừng trốn tránh. Tu vi của hắn hiện giờ rất mạnh, hoàn toàn khác trước thế, nhưng lúc này lại không thể ngăn cản được. Ầm tào vũ sinh bị luồng ánh điện kia bắn trúng liền hét thả một tiếng tiếp đó bay trốn về trước vèo con chó nhỏ bằng bàn tay nhảy lên đạp thẳng lên khuôn mặt tròn mập của tào vũ sinh nó nhè răng nhếch miệng đe dọa cùng uy hiếp hắn nhân sùng ngươi dám cả trớn với ta à không biết sự lợi hại của bồn đại gia hả nó vẫy vẫy mạnh trước đuôi đồng thời nhếch miệng lộ hàm răng sữa trắng bóng ai biểu mày ăn trộm trường sinh dược mà sư phụ ta trồng ở đây chứ hiện tại hòa nhau tào vũ sinh hét lên bản tọa không phát uy thì ngươi cho rằng ta là nhân bánh đậu mà. Chuyện gì cũng từ từ hẳn nói, đừng có động chân tay, tao vũ sinh buồn bực thỏa hiệp, nên biết, đây cũng chỉ là một con chó con bằng bàn tay thế, nhưng lại có thể đứng bên trên gương mặt của hắn. Hắn sợ bị con chó con kia đánh. Thạch hạo, không thể nào quan sát nổi nữa, nên âm thầm xoay người rời đi, hắn cảm thấy tào mập này chẳng chút khí phách gì cả. Ủa, ngươi là ai? Tào mập muốn khóc thật lớn thế, nhưng con chó này không hề cho hắn mở miệng, vẫn nghe rằng chất vấn thạch hạo là ai tới từ đâu cứ thả hắn ra trước cái đã thạch hạo lên tiếng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn chẳng biết nói gì cho phải tào mập một tên xấu tính thiếu đạo đức lại bị hành hạ tới mức này nhưng hắn cũng chú ý tới được con chó con này không hề tầm thường trên người có sự tăng thương của năm tháng khiến thạch hạo cảm nhận được sự nguy hiểm đang khi nói chuyện thì móng vuốt của con chó này di chuyển qua lai sau ót của tào vũ sinh phòng trùng chỉ hơi dùng sức chút là có thể đâm thủng vào trong tào mập trắng xanh mặt mày con chó chết bẩm này hắn từng lĩnh giáo qua nên vô cùng sợ hãi sợ nó sẽ giải quyết mình thạch hạo mỉm cười tiến về trước để cho con chó con này càng cảnh giác hơn móng vuốt đè chặt cái chán của tào vũ sinh xuống tới mức chảy cả máu được rồi đó thạch hạo lên tiếng hư không xuất hiện các gợn sóng toàn bộ càn khôn hiện lên một tràng vực khó tả giam cầm nơi này tào vũ sinh ngây dại bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức bàng bạc vì thế như vậy chỉ có trên người của đại trưởng lão mạnh thiên chính, vương trường sinh, mà thôi. 30 năm trôi qua và vị cố nhân này đã trưởng thành tới mức độ này. Tào mập cảm thấy thần kinh suy nhược, cảm thấy không chân thực chút nào. Ôi trời ơi, yêu quá, tên nhóc này lớn, bao nhiêu chứ, trong khí tức huyết thống của ngươi rất là nhỏ. Rõ ràng là một tên nhóc chưa đủ trăm tuổi hỉ mũi chưa sạch, làm sao có thể bước vào lĩnh vực này. Chó con hét lên đồng thời nó rất thẳng thắn thả ra tào vũ sinh ánh mắt nóng rực đứng trên mặt đất nhìn chằm chằm thạch hạo thạch hạo vô cùng kinh ngạc bởi vì vừa rồi hắn đã lộ ra uy thế trí tôn kết quả chó con đầy kỳ lạ này cũng không hề bị áp chế hành động vẫn như bình thường nếu là người bình thường thì sớm nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất rồi dù cho hắn không có nhằm vào tàu vũ sinh chỉ là phong tỏa vùng thế giới này nhưng cũng đủ khiến tàu mập không cách nào động đậy nổi và nằm im nơi đó tựa như hòa đá vậy thạch hạo thu lại khí tức không có lan tràn ra nữa hắn đang quan sát con chó con kỳ quái này. Chớ có giật mình, đối thủ năm xưa của bổn vương là người nào chứ, người nghĩ cũng không dám nghĩ tới đâu. Chó con cười toe toét. Tào Vũ Sinh không cam lòng, con chó con khốn khiếp này luôn miệng tự xưng là bổn đại gia với hắn, hiện giờ nhìn thấy thạch hạo lại dùng bản vương để xưng nữa chứ. Cẩu thí vương thì có, Tào Vũ Sinh nhanh chóng đứng vậy rồi chạy trốn về phái thạch hạo, cách rất xa con chó này. Ồ, quên giới thiệu mất, ta chính là đệ nhất tiên vương thời tiên cổ. Chó con giới thiệu như thế. Tào Vũ Sinh không nói gì cả. Mới vừa rồi còn cảm thấy nó rất khiêm tốn, không còn nói là bổn đại gia nữa. Nhưng lúc này phát hiện thứ được gọi là bổn vương lại càng khoác lác hơn, còn tự phong mình là tiên vương nữa chứ. Thạch hạo lộ vẻ kỳ quái, con chó này chẳng hề hợp thói thường gì. Nhóc con, với tuổi tác của người mà đã có sức chiến đấu cấp trí tôn, thật không bình thường nha, có phong độ của bổn vương năm xưa, trẻ nhỏ dễ dạy, bái ta làm thầy đi ta sẽ truyền cho người đại pháp vô thượng chó con gần đầu với dáng vẻ bễ nghĩa thiên hạ thạch hạo muốn đạp bay nó con chó này cả chớn thật đó chớ tào vũ sinh há miệng nhưng chẳng biết nói gì cho phải hắn có một luồng kích động muốn đánh tơi bời con chó con này thế nhưng chưa kịp hành động thì đã bị con chó này hành động trước rồi bởi vì nó quá thấp chỉ cao hơn cẳng chân của thạch hạo một chút mà thôi nó ngược đầu thật cao thì mới có thể thấy được mặt của thạch hạo vèo nó triển khai một loại bí pháp lẻn tới trên đầu của Tào Vũ Sinh rồi ngồi bên trên đỉnh đầu đó. Nó nghiêng cổ nhìn Thạch Hạo, dùng sự cao quý này để không cần phải ngừng đầu nhìn người khác. Tức chết đi mà, con chó chết tiệt này, đạ đà lấn tới, còn leo lên đầu ngồi nữa chứ. Ông mày liều mạng với ngươi, Tào mập cuống lên, bị đạp lên mặt rồi giờ lại bị ngồi lên đầu. Hắn phát hiện, không cách nào lai chuyển được, chó con ngồi vững vàng trên đỉnh đầu, thứ được gọi là bảo thuật, hào quang rực rỡ, đều không thể chém được nó nhân sùng ngoan ngoãn một chút đi Chờ có tốn khí lực làm gì Người không thấy tên nhóc trí tôn này cũng không thể làm gì được bổn vương à ta chính là chuyển thế thân của tiên vương tuy rằng đạo hạnh đã không còn thế nhưng thân thể vững chắc bất hủ dựa vào thân thể phàm thai của ngươi thì dù cho dùng mọi khí lực từ lúc bố sữa cũng không làm gì được ta chó vanh vang đắc ý đồng thời nó cũng làm ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn móng vuốt gõ gõ lên đầu của tào mập để dạy dỗ hắn tào vũ sinh muốn chửi tục văng thể ăn hiếp người quá đáng, con chó này muốn phản trời rồi mà. Đừng nghịch nữa, sau này ta sẽ cân nhắc thu người làm đồ tôn, tuyển cho người tiên pháp vô thượng. Chó con sờ sờ cái đầu của hắn, làm dáng vẻ dạy bảo đứa trẻ. Tào Vũ sinh xuất hết mọi bảo thuật, nhưng đều vô dụng. Tuy rằng kiếm khí ngang dọc thế, nhưng chém mãi chẳng thể được gì. Mặt mày của hắn đỏ bừng gần như bị chó con chọc tức điên. đã từng là chân tiên thể, đạo hạnh mất hết và rơi vào bộ dáng này. Thạch Hạo hỏi, đã nói rồi là đệ nhất tiên vương. Chó con ngồi trên đầu tàu vũ sinh nói: trước cứ thả hắn ra cái đã rồi chúng ta cùng nói chuyện. Thạch Hạo có rất nhiều nghi ngờ với con chó này. Hắn hiểu rõ, sinh linh này không hề đơn giản chút nào, hơn phân nửa là tiên thể thoái hóa mà thành. Vèo, chó con nhảy lên một bàn đá không xa rồi hướng về Thạch Hạo nói một tiếng: xin mời. Thạch Hạo ngồi bên trên đôn đá rồi đánh giá nó, thế nhưng lại không cách nào nhìn thấu được. Trên người nó có một tầng sức mạnh thần bí ngăn cản sự quan sát của hắn vô trung tiên vương là huynh đệ của ta luân hồi tiên vương là sư đệ của ta căm hận thế gian vì không có một đối thủ nào cô quạnh khó chịu đựng nên tự chém một đao chó con nói thế tìm cái nồi làm thịt nó tả vũ sinh tức giận tới nghiếng răng nghiếng lợi nhân sùng bổn vương đang nói chuyện té sang một bên đi chó con cảnh cáo bình tĩnh đừng nóng chúng ta cố gắng chở xí là được thạch hạo lên tiếng chó con dài bằng bàn tay với bộ lông đỏ sậm khiến người khác cảm thấy đã trải qua vô tận năm tháng thế nhưng một luồng sinh cơ lại đang ngập tràn cơ thể điều này có chút mâu thuẫn nó tựa như là một ông lão và lại tựa như vừa mới chào đời thạch hạo phán đoán khả năng là một lão yêu tinh sống từ thượng cổ tới giờ chỉ bởi vì đạo hạnh mất hết và thân thể vẫn mạnh mẽ như cũ dựa vào đâu để chuyển thế sống lại cơ bản hắn không hề tin ngươi tin mấy lời nhảm nhí của con chó ghẻ này đúng không tào vũ sinh không cam lòng rất muốn thạch hạo bắt nó lại hắn chịu đủ lắm rồi có điên mới đi tin con chó này ngay cả trường sinh dược mà sư phụ hắn để ở đây cũng bị con chó này ăn mất vậy mà không biết dị khi tự xưng mình là tiên vương thật sự là ngươi đã đào nó từ dưới lòng đất lên à thạch hạo hỏi tào vũ sinh ừ mộ huyết kia đã tồn tại vô số năm ai biết khi đào tới phần sâu nhất thì lại lòi ra con chó ghẻ này chớ tào vũ sinh căm giận nói ta cảnh cáo ngươi còn dám gọi là là chó ghẻ thì ta làm thịt ngươi ngay và luôn chó con trừng mắt nhe răng dọa nạt chúng ta cũng nên công bằng chút thì hơn chưa có dấu giếm gì nữa thạch hạo nhì chó con rồi nói chó con lộ vẻ khác thường nói ngươi có thể nói cho ta những điều gì sẽ là những tin tức có giá trị ra sao ta từng thấy một góc của tương lai có một con chó đen đắc đạo thành tiên và luôn đuổi cắn theo sau một tên đạo sĩ mập thạch hạo bình tĩnh nói tào mập dù tương lai rất mạnh đã trở thành chân tiên thế nhưng cả ngày đều bị con chó đuổi cắn đủ chứng minh nó kỳ hoa rồi nhưng chuyện này lại là sự thật Lúc bên trong mai táng địa ở biên hoang thì Thạch Hạo bất ngờ gặp phải một số chuyện và đã thấy được tàu vũ sinh của năm tháng trong tương lai. Cái gì? Ngươi? Nhìn thấy à? Chó con lần đầu tiên biến sắc, bộ lông đỏ sậm cả người run rẩy, lỗi tai cụp xuống, trước đuổi dựng ngược, ánh mắt đầy bất thiện. Ồ, ngươi cũng biết à? Thạch Hạo ngần người rồi trượt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm nó rồi bắt đầu suy tư. Ngươi chính là cẩu vương thời tiên cổ hay là chó đen tới từ tương lai? Thạch Hạo đột nhiên nói như thế, bởi vì hắn có chút hoài nghi. Cái gì? Tào Vũ Sinh há hốc miệng, nội tâm vô cùng khiếp sợ, hắn làm sao mà tin được một con chó gẻ đào từ dưới lòng đất lên lại có khả năng tới từ tương lai. Người đang cố tình khiến chúng ta nghi hoặc để chúng ta nghĩ lầm rằng người tới từ tiên cổ và bị chôn vùi ở đây. Thạch hạo nhìn chằm chằm nó. Người trẻ tuổi, suy nghĩ cũng không ít đó chứ. Thích suy nghĩ lung tung như thế dễ tổ hòa nhập ma lắm đó. Chó con màu đỏ chậm rãi nói. Chẳng lẽ không đúng à? Thạch Hạo nhìn chằm chằm nó. Người đã từng thấy ai sống ở quá khứ và có thể nghịch chuyển thời không không hả? Chưa từng có, dù cho là tạm thời trở về quá khứ thì cũng không thể thay đổi được gì. Ta nếu như từ rất nhiều năm sau trở về lại đây thì dính dáng tới nhân quả quá to lớn, như vậy sẽ không dám nhiều lời. Nếu như cố ý gây ra hành động gì với người ở đây, vậy chắc chắn sẽ lật đổ vạn cổ. Chó con bình tĩnh nói. Vậy thì nói rõ chân thân của ngươi đi. Thạch Hạo bình tĩnh tranh luận với nó ta có quan hệ rất tốt với vô trung tiên phương nhưng thời tiên cổ ta đã bị thương nặng vì một thanh chiến mấu của dị vực ám tập đâm thủng xương sọ lúc đó thân thể hẳn phải chết và được mai táng ở vùng đất luân hồi này hiện giờ đạo hạnh giảm mạnh thế nhưng vẫn tính là sống lại chó con bình tĩnh nói tào vũ sinh há miệng muốn hỏi rất nhiều thứ nhân sùng chớ có làm phiền ta ông đây bị người dùng chiến mâu đánh len và đâm thủng nguyên thần rất nhiều chuyện đã quên rồi nguyên thần vỡ vụn và một phần được bảo lưu chỉ có hạn vả lại ta được chôn dưới đất và trầm miên nơi đó không có chuyện gì tự dưng ngươi tới đảo mà trộm mộ làm gì hả đã đánh gãy quá trình lột xác của ta có biết hay không chó con hùng hồn của trách tào vũ sinh khiến hắn chuẩn bị lên tiếng thì chỉ biết nuốt trở lại bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé người chính là sinh linh của cổ đại từng chiến kiến qua một góc tương lai mà vừa nãy ta mới nhắc khi nói tới con chó đen kia thì vì sao lại không thể bình tĩnh được thạch hạo đặt câu hỏi bởi vì không chỉ có mình ngươi có thể thấy được một góc trong tương lai năm đó lúc ở tiên cổ thì các tiền bối đại năng của chúng ta cũng từng suy diễn qua và cũng từng thấy qua chó con chậm rãi nói nó nói thẳng lúc ở tiên cổ thì bộ lông của nó có màu đen sau đó dần dần lớn lên và đi vào tuổi già thì bộ lông dần chuyển xám mang theo màu đỏ sậm được rồi ta cừng đi cùng với vô trung tiên vương ta chỉ là chân tiên chứ không phải là vương nó nói thêm chút nữa năm xưa vô trung tiên vương tu luyện pháp tác thời gian và nắm giữ đại đạo năm tháng từng bói một quẻ cho tương lai chúng ta nên nói rõ hơn thạch hạo lên tiếng mặc kệ ngươi là tương lai hay là tiên cổ có gì thì nên nói hết ra đi chớ có gạt người nữa tào vũ sinh kích động có thể nói một chút thế nhưng chỉ sợ sẽ khiến các người thất vọng thôi ta bị người đánh giết dấu ấn nguyên thần bị đánh tan giờ cũng chỉ còn lại chút xíu mà thôi Thạch Hạo ở lại đây hai ngày liền để cùng trò chuyện với chó con. Tào Vũ Sinh muốn tới gần, thế nhưng mỗi lần như vậy đều bị con chó kia một phút đánh sang một bên. Tại sao ngươi lại biến nhỏ thế? Sau khi trò chuyện xong với chó con thì Thạch Hạo quay sang hỏi Tào Vũ Sinh. Không cẩn thận ăn phải cái bánh bao nhân thịt rồng, rồi lại thêm vài cây dược thảo, lúc này chợt nhỏ đi thôi. Tào Vũ Sinh khổ não. Khóe miệng của Thạch Hạo co rúm lại, đây nhất định là vận may lớn, giúp hắn phản lão hoàn đồng, đây là có thể gặp không thể cầu đối với những tu sĩ khác. Vốn là, ta muốn ăn trường sinh dược, kết quả chẳng có nữa rồi, ta vũ sinh tức giận. Lúc này chó con cũng nói thẳng, quả thực nó đã ăn trường sinh dược rồi, nếu không lúc bị đào lên, như vậy thì đã sống không được bao lâu nữa rồi. Người trả trường sinh dược lại cho ta, ta vũ sinh tức giận. Bánh bao nhân thịt rồng mà ta thích ăn nhất, ít nhất đã mất đi ba cái, chó con nhe răng. Thạch hạo quyết định rời đi nơi này, đã gặp được cố nhân rồi, nên hắn muốn đi tìm hiểu sinh linh hắc ám, muốn tìm hiểu vì sao thế gian này lại phải tiến vào thời đại mặt pháp. Ta cũng muốn đi cùng ngươi. Tào Vũ sinh kiên định, dù cho đánh chết, thì hắn cũng không muốn tự chôn mình ở nơi này. Nếu không, ở chung với con chó này thì quá tội lỗi. Hú, ta cũng muốn đi, nhìn xem thử thế gian của hiện tại ra làm sao. Cái gì mà sinh linh hắc ám chó má chứ? Để ta đi thu chúng làm đầy tớ. Chó con la hét. Bọn họ rời đi và quay trở lại ba ngàn châu vừa tìm hiểu tình hình vừa tỉ mỉ thảo luận thời đại mạt pháp nhất định sẽ tới không thể đảo ngược được đây chính là kết quả sau khi ba người nghiên cứu được vật chất hắc ám đã ăn mòn ba ngàn trâu một nửa danh giới đã rơi vào trong tay của sinh linh hắc ám trên cửu thiên cũng như thế đều mất đi non nửa cương vực rồi tào vũ sinh thở dài cửu thiên thập địa toàn thể đều như thế hiện giờ có nửa cương vực rơi vào trong tay sinh linh hắc ám còn có những cứ điểm những thành trì được xây dựng không thạch hạo kinh ngạc bên trong một vài khu vực có xây dựng các cứ điểm để ngăn cản bước tiến của sinh vật hắc ám có một vài cường giả phụ trách trấn thủ vương gia phụ trách trấn thủ khu vực này tào vũ sinh nói hắn nhìn thấy được cây cờ lớn bên trên thiêu lấy chữ vương đầy bắt mắt chín con rồng vương gia trong mắt thạch hạo lộ vẻ lạnh lẽo năm đó hắn từng bị chín con rồng này ép cho đầy chật vật đã có người trong chín con rồng tự mình xuất mã đi giết hắn vương gia đoán chừng cũng toang rồi từng tìm tới nơi ẩn cư của sư phụ ta và mời người giao quẻ. Đáng tiếc đã tới chậm một bước, lúc đó sư phụ ta đã không có ở đó rồi. Tào Vũ Sinh nói, có vài người của vương gia từng nhiều lần tìm tung tích của Tào Vũ Sinh, muốn cưỡng ép uy hiếp tính mạng để chờ khi sư phụ của hắn trở về. Lâu rồi không gặp, vậy thì tới cứ điểm do vương gia chấn thủ vậy. Thạch Hạo nói, khả năng chín con rồng ở nơi đây, lúc trước vương trường sinh cũng từng tới đây. Tào Vũ Sinh nhắc nhở thế, nhưng nhanh sau đó hắn liền tỉnh ngộ, hoàng đã quật khởi, không sợ trí tôn không sợ chín con rồng ta rất nhớ và muốn gặp chín con rồng này thạch hạo lên tiếng bên phía dãy núi này cổ thụ che trời xanh um một màu ngập tràn sinh cơ chim bay cá nhảy thi thoảng sẽ thấy được mà phía bên kia dãy núi hắc khí bao trùm hết thảy cỏ cây hoa lá đều hóa đen ngay cả các loại âm thanh cũng đều biến mất vô cùng tĩnh mịch bên phía dãy núi có xây dựng thành trì một cứ điểm vô cùng to lớn tọa lạc nơi ấy nó rộng lớn bằng bạc chấn áp biên cảnh bên trên vùng bình nguyên có thể thấy đường voi lớn vàng óng thánh dàn tinh lực cuộn trào chúng không ngừng chở các loại vật tư để gấp rút tiếp viện cứ điểm mà bên kia dậy núi sinh vật mờ ảo thế nhưng lạng chẳng có chút tiếng động gì bọn chúng hoặc lên núi nhè hàm răng trắng sắc bén như tuyết nhìn chằm chằm bên này hoặc là ngồi xếp bằng thôn thổ khói đen mắt lộ hung quan tất cả đều đang chuẩn bị chiến tranh song phương đều rất cẩn thận đều đang quan sát lẫn nhau đặc biệt khi thiên địa có dấu hiệu cạn khô và khả năng sẽ hướng về thời đại mạt pháp vậy sinh vật hắc ám lại càng thận trọng hơn bên kia náo nhiệt chưa kìa có thể thấy được cách cứ điểm không xa thì bầu không khí chẳng hề giống như đang chiến tranh gì cả nơi đó vô cùng tấp nập nhân khí náo động cách mỗi cứ điểm không xa sẽ có loại phố trợ như này đều là bán những kỳ vật của khu vực hắc ám tào vũ sinh giải thích chiến đấu với sinh linh hắc ám tuy rằng máu sẽ chảy thành sông thế nhưng cũng sẽ có một chút thu hoạch khi đánh chết sinh vật hắc ám xong thì sẽ nhận được những vật vô cùng kỳ quái cho nên xung quanh khu vực biên cương thường sẽ hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tới đây các tộc sẽ thường xuyên tới đây để trao đổi mua bán sẽ không sợ hắc ám ăn mòn à thạch hạo hỏi ai cũng biết vật chất hắc ám vô cùng đáng sợ một khi nhiễm phải thì đời này cũng khó có thể thoát khỏi được không phải cao thủ tuyệt thế thì không ai dám đụng vào những thứ này đều đã trải qua tịnh hóa thần thánh nếu không thì làm sao dám cầm đi trao đổi chứ Tào Vũ Sinh nói, đây là tác phẩm của tiên vực, bọn họ xây dựng một loại pháp trận nào đó, rồi lại tế luyện ra một thần lô hết sức kinh người có thể luyện hóa đi vật chất hắc ám. Hết thảy thứ thu được đều phải đưa vào trong chiếc lò lớn đó, trải qua tịnh hóa thần thánh và sau cùng mới được mang tới phố trợ để trao đổi. Ồ, còn có cả sinh linh của tiên vực à? Thạch hạo kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một vài sinh linh với giáp trụ khắc phủ văn vô cùng kỳ quái, rất mạnh và cũng rất đặc thù mang theo tiên khí. Hắn từng nhìn thấy qua, Tào Vũ Sinh gật đầu, nói, những kỳ vật thu được từ sinh vật hắc ám đều có giá trị liên thành, một ít gia tộc của tiên vực chuyên thu mua những thứ này. Thạch Hạo tương đối kinh ngạc, trên người sinh vật hắc ám lại có bảo vật tuyệt thế ư. Có chứ, là tàn khí thế nhưng mạnh mẽ khủng khiếp, nghe đầu là do chúa tể hắc ám chân chính ban tặng, từng là một số mảnh vỡ trí bảo của giới ta. Tào Vũ Sinh giải thích, cường giả hắc ám đứng phía sau đã từng trải qua cuộc chiến đấu ở kỷ nguyên khác, đoạt được trí bảo của cửu thiên thậm chí là tiên vực, có một số món bị đánh nát bấy và tùy ý ban cho tôi tớ mình. Trước đó không lâu, từng có người giết chết một trí tôn hắc ám, từ trong tay hắn đã đạt được một mảnh, vòng bề bằng kim loại đen xì, và được người nhận ra đó chính là mảnh vỡ của kim cương trác từng uy chấn thiên hạ. Phật đó từng có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên vực, chấn động mười phương. Một vài gia tộc lớn của tiên vực sau khi biết được thì nhanh chóng chạy tới, và lại còn tranh giành với nhau. Chỉ có thể nói, đó là vận may cực lớn ngay cả mảnh vỡ trí bảo đã từng của tiên vực cũng xuất hiện và bị giành lấy quá bất ngờ tà vũ sinh cảm thán ngoài ra còn có người từ trí tôn hắc ám kia đã đạt được mảnh vỡ của cửu hoàng lô đó chính là báu vật của cửu thiên thập địa thạch hạo im lặng hắn không phải kinh ngạc vì bảo vật mà là ưu phiền bởi tốc độ tiến hóa của sinh linh hắc ám mới bao lâu chứ 30 năm vậy mà đã xuất hiện trí tôn rồi nên biết những sinh vật kia đều là tu sĩ chết đi của ba ngàn châu khi còn sống ai chẳng phải là cường giả tuyệt thế, kết quả sau khi sống lại thì lại có tốc độ tiến hóa khủng khiếp như thế, thứ được gọi là vật chất hắc ám tới cùng là gì? Ồ, tiểu đạo sĩ này khá quen mắt nha, lúc này, trong phố chợ trợ chợt có người nhận ra Tào Vũ Sinh và lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mở ra bức tranh và cẩn thận đối chiếu thì lập tức ngây dại và kinh sợ, tên mập mạp này sao lại giống tên đạo sĩ mập Tào Vũ Sinh như thế chứ? Thạch Hạo kinh ngạc, 30 năm trôi qua và Tào Vũ Sinh đã thành danh tới mức này vừa mới tới mà đã được người nhận ra rồi. Là người của vương gia, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm ta, muốn giam cầm, rồi ép sư phụ ta xuất hiện, kết quả đã bị ta bỡn cờ tới mấy lần rồi. Tào Vũ Sinh hời hợt nói. Thế nhưng Thạch Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, theo như tính cách của tên mập này, khi bị người lùng bắt thì thủ đoạn phản kích của hắn chắc chắn rất khốc liệt, sẽ lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho đối phương, cho nên mới sẽ bị truy sát bắt sống khắp nơi như vậy. Xoẹt! người kia ngăn lại đường đi rồi nhìn chằm chằm tào vũ sinh hiển nhiên là một cao thủ người chính là tào đạo trưởng hắn nhẹ nhàng hỏi hoài nghi làm gì chính là đạo gia nhà ngươi nè tào vũ sinh vô cùng thẳng thừng chẳng hề giống như trước đây sẽ xoay người bỏ chạy dù cho nơi này là cứ điểm do vương gia phụ trách thì hắn cũng không hề kinh hoàng bởi vì hiện nay bên cạnh hắn chính là thạch hạo ha ha xin chào đạo gia chủ nhân nhà ta rất nhớ người đó người này nở nụ cười đầy sâu xa mặc dù hắn biết tào vũ sinh rất lợi hại thế nhưng chẳng hề hoảng sợ chút nào bởi vì đây chính là địa bàn của vương gia tào mập xám xông vào tận nơi đây thì không chết cũng sẽ bị lột ra nơi đây tiếp giáp với cứ điểm rất gần chỉ cần hơi hét lớn thì cao thủ của vương gia sẽ ra hết và lại sẽ còn có đại trận để phong tỏa ai có thể đào tàu chứ chưa kịp chờ tào vũ sinh lên tiếng thì chó con đã mở miệng nói nhân sùng còn đứng ngay ra đó làm gì hả vung móng vuốt đánh bay nó cho ta tào vũ sinh tức giận con bà nó chứ, con chó ghẻ này luôn miệng gọi mình là nhân sùng, ngay trước mặt mọi người dám nói như vậy. Nhưng, hắn chẳng hề nề nang gì người của vương gia cả nên chuẩn bị động tay động chân. Những năm gần đây, hắn đã nhẫn nhịn lắm rồi, liên tục trốn tây trốn đông thậm chí còn xém tí nữa đã tự chôn thân mình, đã bị ép tới cùng đường mặt lộ rồi. Một con chó con lại biết mở miệng nói tiếng người luôn, mới nhỏ, mà đã mở linh trí rồi, cũng bất phàm đó, người kia điềm nhiên nói. Kết quả, rầm rầm, Tào Vũ Sinh cùng chó nhỏ gần như ra tay cùng lúc, một người đánh một người cao đánh thẳng lên trên mặt của tên này, khiến hắn xoay tròn ba vòng, mặt mày đều biến hình. Ngươi, dám làm càng ở cứ điểm, cao thủ của vương gia vừa giận vừa sợ. Có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng hôm nay ta đánh thẳng con chó san nhà ngươi, thì làm sao hả? Tào Vũ Sinh nói. Gâu, chó nhỏ tức giận từ mặt đất nhảy lên tận nửa mét, rồi cắn vào cánh tay của Tào Vũ Sinh một cái. Đám người đứng xung quanh ngớ ra, rồi chẳng biết nói gì nữa đây đúng là đứng trước mặt hòa thượng chửi ngươi là đồ chọc mà buông tay nhà miệng ra tào vũ sinh đau đớn hét toáng lên hắn dùng tay hất hất thế nhưng chó con vẫn cắn chặt như cũ thiếu chút nữa đã cắn lìa ra thịt của hắn đi mất sao ngươi giống thuốc dán ra chó thế không biết dính trên người ta làm gì tào vũ sinh réo lên ngay cả thạch hạo cũng chẳng biết nói gì nữa chỉ một câu này đã hoàn toàn kích thích con chó con kia tiên sư nó ngươi còn dám mắng ta nữa à chó con nhè răng ra sức cắn xé tào vũ sinh đau tới mức nước mắt sắp chảy dài con chó ghẻ này lại sử dụng bí thuật khiến đơn đau nhức tăng lên gấp trăm lần hắn không nhịn được chửi bới nói ai biểu các câu tục ngữ trên thế gian này đều liên quan tới chó chứ có phải đời trước người đã làm đủ trò xấu nên mới bị người nhắc tới việc khiến người há hốc miệng chính là chó con nhả ra rồi thật lòng suy nghĩ lại tự nói rất có thể đám ngu si đó đố kỵ ta cho nên mới lưu lại một ít danh tiếng không tốt của ta trên thế gian đó. Mọi người cứng đờ, con chó con này đang tự luyến hay là ngu ngốc đây? Là nội chiến ư, nhân cơ hội này tên cao thủ vương ra xoay người bỏ chạy, đồng thời triển khai bí thuật truyền âm cho tộc nhân mình. Rất nhanh, hắn đã nhận được lời đáp trả. Tào vũ sinh, người cũng dám xuất hiện à, nhưng lúc này chợt có tiếng hét tựa như sấm chuyển tới. Đó là hai tên lão bộc thân mặc áo xám tựa như hai tia chớp xám bổ nhào xuống, hiển nhiên là cao thủ đỉnh cấp của vương gia hai người này năm xưa từng hầu hạ qua vương trường sinh là tôi tớ của hắn hiện giờ đã được thả ra ngoài mang hắn tới đây sập đầu lĩnh tội bên trên một từ lâu cách đó không xa chợt có thanh âm truyền ra giọng nói cũng không phải già nua tựa hồ vẫn còn trẻ tuổi bên trên lầu đó có không ít người thân phận đều không tầm thường có người của thế gia trường sinh còn có sinh linh của gia tộc lớn tiên vực tất cả tới đây đều để mua pháp khí hắc ám tưởng là ai hóa ra là trưởng tôn của vương trường sinh nóng tính thế tự đại vậy thế nhưng ngươi nói ta dập đầu lĩnh tội à để ta xem ngày hôm nay ngươi có tẻ ra quần tiếp đón đạo gia không à, chó mất chủ mà cũng dám ngang tàng à trường tôn của vương trường sinh chậm rãi nói đừng nói là ngươi dù cho chín con trùng có tới cũng không đủ nhé tà vũ sinh cười khẩy tức giận hơn hết chính là chó con kia sau khi nghe được lời nói của trường tôn vương ra thì chợt nổi giận nó sủa lớn gâu nhóc con người chết chắc rồi trên trời dưới đất không một ai cứu được ngươi hi hi ta nói tên tào đạo trưởng kia tương tự như chó mất chủ của làm sao người khác lại tức giận thay thế ta thấy lạ lạ nha thì ra là một con chó con trên từ lâu gạch vàng truyền tới tiếng cười ha ha nhiều người trên từ lâu cười lớn nơi đó là một đám công tử ca là đệ tử thế gia đình cấp và cũng có truyền nhân của đại giáo bất hủ ngoài ra còn có tiếng cười khẽ của cô gái tuy rằng không thấy bọn họ thế nhưng tất cả đều trong từ lâu có thể tưởng tượng ra được một đám khi nghe thấy từ ngữ như vậy thì đều buồn cười chó con người bị chế nhạo rồi kìa tào vũ sinh xoay người cúi đầu nhìn chó con lúc này chó con mở to cặp mắt đầy tức giận trong lỗ mũi phun ra khói trắng nghiến răng nghiến lợi nói nhóc con người chết không được đâu thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết sống còn khó chịu hơn chết đó tuy rằng lai lịch không hề nhỏ thế nhưng tính khí của con chó này chẳng phải hiền lành dữ nó muốn trả thù nhân sùng lên đi lên bắt chúng lại đây cho ta chó con hô lên với tào vũ sinh tiếp đó vèo tuy rằng chỉ to bằng bàn tay thế nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh khiến người khác không cách nào phản ứng được nó xuất hiện bên trên đỉnh đầu của tào vũ sinh bà nội nó chớ ngươi đi xuống cho ta anh danh một đời của đạo gai ta há bị hủy trong tay ngươi tào vũ sinh tức giận dùng sức kéo nó xuống làm gì cũng vô dụng bởi vì con chó này có lai lịch cực lớn dù cho đạo hạnh đã thoái hóa thế nhưng thân thể vẫn mạnh mẽ tới mức không còn gì để nói. Nó đang ngồi nơi đó mặc cho người khác dùng thần binh lợi nhận công kích cũng không thể chém được. Chó con ngồi trên đầu của Tào Vũ Sinh tựa như cây mọc rễ, không thể lai động được. Nhân sùng, lên cho ta, chó con hét lớn. Tất cả mọi người gần đó như muốn ngất xỉu, mấy người này có lai lịch như thế nào vậy? Ngay cả một con chó nhỏ mà cũng ngông cuồng như thế, và lại còn đang nội chiến nữa chứ. Ha ha! Tiếng cười vang từ trên tửu lâu chuyển ra, rất nhiều người đang cười lớn. Tuy rằng tòa từ lâu kia nằm trong phố chợ thế nhưng lại xanh vàng rực rỡ, trụ chính chạm trổ, là một toa bảo lâu, xác thực là một món pháp khí để người có thân phận lên rừng chân và giao dịch ở nơi đó. Thạch Hạo không hề nói gì, một người một chó này thật là phạm thương, trời sinh đã xung khắc, tựa như là kẻ địch không đội trời chung từ kiếp trước nên kiếp này phải quấn lấy nhau. Ông nội ngươi, con chó ghẻ này, đi xuống cho ta, Tào Vũ Sinh lấy bàn tay mập mạp của mình ra sức kéo đi chó con lại hét lên một tiếng thân thể nó phát sáng bộ lông màu đỏ chói lóa mang theo tàu vũ sinh bay lên nhằm về phía tòa tử lâu kia hai ông lão áo xám phía trước hai mắt nhìn nhau chứ không hề ngăn cản gì bọn họ muốn bắt lấy tên tàu mập này hiện tại lại tự tới tận cửa thả ta tà xuống tàu vũ sinh ra sức dãy giụa đừng nhúc nhích đây chính là ngự nhân thuật hiện tại ngươi tựa như là một phi kiếm hình người vậy đó chó con nói rầm rầm Đám người vây quanh bên ngoài tửu lâu để xem trò vui. Tất nhiên thạch hạo cũng đi theo, tới cảnh giới như hắn thì dù cho đứng trước mắt mọi người, thì cũng không một ai có thể nhìn thấy sâu cạn được. Một người một chó vừa đánh nhau vừa lao lên tửu lâu, cứ thế tiến lên tầng thứ 10, tầng cao nhất. Đây là một gian phong rộng lớn với nhiều phòng khách, tòa ánh sáng lung linh, tinh khí nồng đậm. Cả tòa lâu đều là pháp khí thích hợp cho việc ở lại tu luyện. Trường tôn vương gia vương thiên sớm đã đi ra ngoài và đứng nơi đó dõi mắt nhìn Tào Vũ Sinh, cười lớn nói: "Tào đạo trưởng, Vương Thiên xin nghênh đón ngươi. Nơi đây có không ít người, người trẻ tuổi chiếm đa số đương nhiên, cũng có một phần tu sĩ tiền bối đều đang quan sát kịch vui. Đạo trưởng, tình cảnh của ngươi rất đáng lo đó, một con chó con lại làm mưa làm gió trên đầu của ngươi, nếu không hay là gia nhập Vương gia ta đi." Trưởng Tôn Vương gia Vương Thiên ôn hòa nói. Rất nhiều người nở nụ cười, Tào Vũ Sinh dáng vẻ có chút chật vật. Hi hi một vài thiếu nữ che miệng cười trộm cùng vẻ châm biếm tên này kém xa những anh hùng thiếu niên trong mắt của các nàng vương gia à ta không với nổi tào vũ sinh lạnh giọng nói hắn vốn còn muốn ở bên ngoài phát uy kế quả con chó này tính quá nóng nảy cuốn lấy hắn kết quả chả còn uy nghiêm gì cả về phía chó con nó đang bận lầu bầu vận công đây là chó do đạo trưởng nuôi à cũng đáng đồng tiền bát gạo đó đáng yêu thật nha giống gì thế mới nhỏ mà đã mở ra tuệ quang rồi hôm nào ta cũng phải nuôi một con mới được vương thiên cười nhẹ nói nhìn thì hiền hòa nhược thực ra là đang chế nhạo tào vũ sinh nhưng hắn không biết làm như vậy là đang kích thích chó con hoàn toàn đắc tội nó rồi gâu và miệng chó con gào lên một tiếng và để lại một chuỗi bóng mờ trong hư không tiếp đó bốp vuốt chó đánh thẳng lên trên mặt của vương thiên quá nhanh cơ bản không thể tránh né được mọi người ở đây cũng chỉ có mỗi thạch hạo là thấy rõ những người khác không cách nào bắt kịp vút chó này vừa vang dội lại cũng rất đẫm máu bởi vì nó quá sắc bén vuốt nhỏ và lên mặt của vương thiên khiến hắn lảo đảo một cái tiếp đó là văng ngược sang ngang đập thẳng lên trên một chiếc bàn đá đồng thời trên mặt hắn xuất hiện mấy vết cào sâu mang theo máu đó là vuốt chó lưu lại tất cả mọi người đều ngây người không nghĩ tới chỉ một con chó con mà sau khi bị chọc giận lại độc ác như thế đánh bay cả trưởng tôn vương ra nên biết đây chính là trưởng tôn của thế gia trường sinh nhìn nhã nhặn nhưng thực ra lại ẩn chứa thần lực khủng khiếp một khi ra tay thì không ai là đối thủ hắn chính là cháu ruột của vương trường sinh được bồi dưỡng trong rất nhiều năm ra ngoài cực kỳ ít thực lực phi thường mạnh mẽ mấy người bọn họ vô cùng khó tin chỉ vừa mới thấy mặt mà đã bị một con cho to bằng bàn tay đập cho xịt máu bay ngược sang ngang có một vài thiếu nữ mở lớn cái miệng dáng vẻ thờ thẫn kinh ngạc thành tiếng thật khó mà tin được rất nhiều người như hóa đá người dám hai ông lão áo xám muốn nhào lên một người bắt chó một người xách cổ áo của tào vũ sinh muốn nhanh chóng tóm gọn hai kẻ này không thể không nói ra tay như thế này thì chính là đang xỉn nhục người khác dù sao cũng là muốn tóm cổ áo người khác hư tiếng hư lạnh truyền tới thân thể hai ông lão rung lên bần bật con người mở to nhìn về phía một người trẻ tuổi bọn họ sợ hãi và không tự chủ run rẩy chỉ một tiếng hư lạnh mà đã khiến bọn họ như bị xét đánh thân thể phát run không nhịn được quỳ sát xuống các ngươi muốn nắm ai thế hả?" Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Những người khác đều nhận ra điểm không đúng khiếp sợ nhìn nơi đây, nhìn về người trẻ tuổi kia, hắn có thân phận gì mà khiến hai ông lão áo xám kia khiếp sợ như thế. Có vài người biết được, hai ông lão áo xám này năm xưa từng hầu hạ qua Vương Trường Sinh, là tối tớ của hắn. "Ngươi!" Hai người hoảng sợ, đó là xuất phát từ nội tâm, nơm nớp lo sợ, thần hồn run rẩy. Cuối cùng, bụp bụp, bọn họ không cách nào không chế được mà quỳ sát xuống đất quỳ lạy và thần phục ngay trước mặt Thạch Hạo. Đó là bản năng của thân thể, không cách nào điều khiển được, phản bội đi ý chí của bọn họ, lại tựa như tàu thú trong núi rừng, nhìn thấy được thú vương vậy, trời sinh sợ hãi. Ngươi là ai? Lúc này, Vương Thiên đứng lên giật mình nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Hôm nay lại bị một con chó đập cho miệng đầy máu và bị đánh bay, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Lúc này, dù cho biết Thạch Hạo rất bất phàm thế nhưng hắn cũng không nhịn được quát lớn lửa giận sục sôi hắn rất muốn giết người và lại hắn cũng chẳng hề lo lắng gì bởi vì bên trong cứ điểm này có thành viên thuộc chín con rồng tọa trấn ta là ai thạch hạo lạnh nhạt đứng nơi đó hỏi vương thiên chưa sợ hãi bị ánh mắt của thạch hạo quét qua thì mạnh mẽ như hắn đang ở cảnh giới độn nhất cũng mềm nhũn hai chân tâm thần run rẩy quỳ rạp xuống đất là một bản năng của sinh vật luồn cúi với cường giả siêu cấp hắn không cách nào khống chế được mà dập đầu trên mặt đất cả người run rẩy không thôi bạn đang xem Thế giới hoàn mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ viết liền không giấu nhé. Tất cả mọi người đều hóa đá. Những người tới từ gia tộc trường sinh đều cảm thấy hoảng sợ. Dù cho là sinh linh trẻ tuổi của tiên vực cũng lộ vẻ kinh sợ. Có thiếu nữ che miệng bật thốt lên, dù gì cũng là vương thiên, trưởng tôn của vương gia, vì người quát một câu, liếc nhìn một cái mà đã quỳ dạp xuống, quá kinh người ha ha trưởng tôn vương gia không phải ngươi rất kiêu căng à sao lại quỳ dạp vậy hả y như ta đã nói quỳ dạp cung nghênh ta mà tào vũ sinh cười lớn đầy vui sướng cuối cùng cũng xem như xả được cơn tức giận hư đúng lúc này trong hư không chuyển ra tiếng hử lạnh tựa như sấm nổ khiến thần hồn người nghe run rẩy dám làm loạn ở địa bàn vương gia ta trước mắt khí lời nói kia truyền tới thì một bàn tay từ nơi cứ điểm cũng lao tới bao phủ lấy từ lâu hòng bắt giết thạch hạo vương đại người quá tự cao đó muốn động thủ với ta à lúc này thạch hạo cũng xuất thủ bịch hắn không có tiết khí tức ra ngoài thế nhưng cánh tay phải duỗi ra năm ngón tay mở rộng nắm chặt lấy bàn tay lớn trong hư không kia tiếp đó là bóp nát nơi phía cứ điểm phát sinh tiếng gào lớn mang theo vẻ tức giận cùng chút sợ hãi vương đại chấn kinh có người tóm chặt lấy cánh tay của hắn và lôi ngược hắn từ trong cứ điểm ra ngoài dầm thạch hạo buông tay ném một người tóc xám xuống đất khiến cho nơi đây rung lên liên hồi đây chính là vương đại một trong chín con rồng vương gia lúc này tất cả mọi người như tượng đất kinh ngạc tới ngây người vương đại tinh thần sung mãn tuy rằng bị bắt thế nhưng ánh mắt như kim đang lạnh lẽo quét nhìn người phía trước hắn có mái tóc xám và lẫn chút trắng tuổi tác cực kỳ lớn hắn là ai trai trường của vương trường sinh sinh ra từ thời thái cổ pháp lực cao thâm khó dò rất nhiều người vô cùng kiêng kỵ hắn ở trên cửu thiên cũng chẳng mấy ai dám trêu chọc vì lai lịch của hắn quá lớn nhưng dù là một cường nhân như vậy vẫn bị người ném xuống đất và bị bắt thành tù bình, mỗi người đều ngây dại chấn kinh. Không biết bắt đầu từ thời đại nào thì hắn đã là cường giả độn nhất đỉnh cao rồi, đạo hạnh vô cùng sâu, tiếng tăm lừng lẫy trên thế gian. Một người mạnh mẽ như vậy lại bị người bắt và ngã úp trong đại sành, sao không khiến người khác kinh sợ chứ? Người là ai? Lời nói của vương đại lạnh lẽo nhìn chăm chăm thạch hạo, hắn vừa tức vừa sợ, vương gia chính là gia tộc trường sinh, bà hắn được mệnh danh là vô địch ở cửu thiên thập địa. Có thể nói, vương gia đã là gia tộc tôn quý nhất của đương đại, tu sĩ tiên vực cũng không dám ra tuy, ai dám trêu chọc bọn hắn. Lúc này, tuy rằng Thạch Hạo đứng trước mặt thế nhưng hắn lại nhìn không thấu. Tu vi đến cảnh giới trí tôn, pháp lực hùng hồn, khí thôn tinh không, Thạch Hạo yên tĩnh đứng nơi đó, cả người vô cùng thần bí tựa như được sương mù đại đạo bao phủ. Thực ra chẳng có sương mù nào cả, chỉ là đạo hạnh của hắn quá cao thâm nên người ngoài không cách nào nhìn thấu được nếu như muốn dòm ngó thần thức của hắn thì sẽ bị đạo tác tiêu diệt. Đây chính là đạo hạnh của cấp trí tôn, nếu như không muốn hiển hiện ra ngoài thì dù cho đứng trước mặt cũng không thể nhận ra được. Đương nhiên, Vương Đại ôm trong lòng may mắn, cho rằng quá nửa cũng chỉ là một vị chuẩn trí tôn, hắn không quá tin tưởng đây là một cường giả trí tôn chân chính, bởi vì tại trên người này, hắn cảm nhận được vẻ phấn chấn sinh mệnh đầy phồn thịnh, tuổi tác cũng không quá lớn mới đúng. Thạch Hạo bước về trước cúi đầu nhìn Vương Đại, việc này làm hắn phi thường không thoải mái nhiều năm trôi qua ai dám khinh thường hắn như thế chứ vương đại bậc nhảy lên thế nhưng nơi mép vẫn dính vệt máu đỏ hắn đã bị thương và lại cũng không nhẹ đạo hữu cũng quá bá đạo đó nơi đây là cứ điểm biên cành không cho phép ngươi ngang tàn vương đại trầm giọng nói thạch hạo biết tính cách của hắn người này kiệt ngạo và tự phụ năm xưa một lời không hợp là muốn giơ tay giết chết hắn tính khí tương đối nóng ta như vậy gọi là bá đạo hả so sánh được vương gia các ngươi chỉ là một tên trường tôn mà cũng dám quát tháo chúng ta bắt chúng ta phải quỳ lĩnh tội thạch hạo nói đầu tiên trường tôn vương gia vương thiên quả thật là như thế mệnh lệnh cho hai tên lão bộc áo xám đi ra ngoài lùng bắt tảo vũ sinh muốn bọn họ phải quỳ xuống tới lĩnh tội người trẻ tuổi nên tính khí rất nóng này nên có thể hiểu được đạo hữu hà tất lấy lớn ép nhỏ chấp nhặt với hắn làm gì vương đại nói tính khí của hắn tuy nóng thế nhưng cũng biết nặng nhẹ người trước mắt này quá thần bí thực linh cao thâm kinh người hắn không muốn trở mặt thẳng thừng ta là người nóng tính vì thế không thể cho qua được người khác đánh ta một quyền trên mặt ta thì ta cũng chỉ có thể đạp hắn một cước thôi thạch hạo bình tĩnh nói hắn chẳng hề có chút thiện cảm gì với vương gia đặc biệt lại là chín con rồng nam sư từng mấy lần muốn giết hắn trong đó có một lần đã giết thẳng vào trong thư viện thiên thần thừa dịp đại trưởng lão không ở thị thiếu chút nữa đã lấy đi tính mạng của hắn hiện giờ hắn xuất quan trở thành cao thủ cấp trí tôn và lại gặp bọn họ đương nhiên sẽ không lùi tránh lại càng không cần phải lưu vong bằng hữu việc đã tới nước này chúng ta nên làm sao để bỏ qua đây vương đại ánh mắt sâu thẳm hỏi Tà vũ sinh cười nhạo nói lão già ông không phải rất tự phụ sao bản thân cũng khó mà bảo vệ được mình đó cảnh mạnh miệng gì chứ ngay cả xin lỗi một lời cũng chẳng có mà nghĩ muốn bỏ qua hay là muốn đi tìm đám huynh đệ kia của ông lại kéo lão già của ông tới đây rồi vây giết chúng ta chớ gì Vương Đại lạnh lẽo liếc nhìn hắn, hai mắt thâm sâu cùng lạnh lẽo, nếu như một người bình thường bị hắn nhìn như vậy thì đã có thể bỏ mạng rồi. Thạch Hạo đứng nơi đây thì làm sao có khả năng để hắn triển khai thủ đoạn độc ác chứ, ở trong khu vực này tựa như gió xuân ấm áp, bất luận là thủ đoạn gì cũng đều vô dụng. "Thiên Nhi, lại đây." Vương Đại lên tiếng. "Vương Thiên, chính là con ruột của hắn." "Thân là trưởng tôn Vương gia, thiên tư chắc tuyệt." thực lực mạnh mẽ phi thường thế nhưng lúc này lại đang quỳ dạp hơi run rẩy trên đất. Quá mất mặt, khiến vương đại tái xanh mặt mày. Hắn lên tiếng thế nhưng vương thiên vẫn không thể nào đứng lên được, bị uy thế trí tôn ép dạp xuống. Đạo hữu, ngươi cũng quá khinh người đó, là thiên nhi bất kính với bọn ngươi và muốn ra tay thế, nhưng cũng không có thành công đó thôi, vì sao lại phải hùng hổ dọa người như thế. Vương đại quát lớn, hắn hơi không kìm nén được tính khí của mình. Thạch hạo chẳng nói gì, cả chỉ lặng lặng nhìn hắn, nghĩ tới ngày xưa bị chín con rồng nhìn xuống, mấy lần rơi vào ngàn cân treo sợi tóc, hiện giờ hắn đã quật khởi và không sợ vương gia nữa, nỗi lòng vô cùng phức tạp. Thế gian này, đấu chuyển tinh di, biến hóa quá nhanh, tiểu tu sĩ năm xưa đã trưởng thành. Người còn không chịu bỏ qua ư, vương đại với vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía thạch hạo, lời nói lạnh lùng, nói, vương thiên là trưởng tôn, là người mà ba ta cưng chiều nhất, người làm nhục như vậy là muốn khai chiến với vương gia. Vương đại tức giận, mặc dù biết người trước mặt rất bất phàm mạnh hơn hắn thế nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ hoàn toàn trở mặt hắn có niềm tin bởi vì vương gia hiện tại là gia tộc đệ nhất trên cửu thiên này lão phụ của hắn thần công đại thành thực lực càng ngày càng khủng khiếp ngoài ra những năm gần đây bọn họ đã tích cực liên hệ khắp nơi âm thầm tiếp xúc qua sinh linh hắc ám bề nổi thì kết giao với vài gia tộc lớn của tiên vực đều có qua lại cả có thể nói bọn họ qua lại nhiều mặt và lôi kéo được một nhóm thể lực bởi vì bình loạn quyết nằm trong tay của bọn họ nên đã khiến cho một ít đạo thống cổ xưa của tiên vực đều mê tít mắt có người buông lời đồng ý đưa bọn họ tiến vào trong tiên vực vì vậy những năm gần đây vương gia càng ngày càng ngang ngược vương đại không hề sợ hãi gì cả hắn chẳng cần phải lo lắng gì cả chỉ cần thạch hạo không phải là sinh linh hắc ám thì hắn tin chắc đối phương sẽ sáng suốt lựa chọn lấy hay bỏ người đang uy hiếp ta thạch hạo lạnh nhạt liếc nhìn hắn thả thiên nhi ra vậy thì xem như bỏ qua vương đại nói hắn không có phủ nhận và lạnh giọng đáp trả trực tiếp như thế. hắn có niềm tin bởi vì trên tử lâu này hắn đã nhìn thấy được một vài người quen. đó là một gia tộc lớn nào đó của tiên vực với gốc gác rất mạnh. mấy người của gia tộc kia đang gật đầu mỉm cười trả hỏi hắn. có vài người ở đây thì hắn tin tưởng người trước mắt sẽ không dám làm bậy. những người kia đều từng tiếp xúc qua vương gia và muốn có bình luận quyết tích cực lôi kéo bọn họ. hiện giờ vương gia gặp nạn thì hắn tin chắc bọn họ sẽ không đứng nhìn. ha 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 thạch hạo nở nụ cười ngươi cười cái gì hả có gì mà đáng buồn cười chứ sắc mặt của vương đại trầm xuống ta cười vì ngươi điếc không sợ súng vậy mà còn dám uy hiếp ta khoái miệng của thạch hạo hơi vểnh lên nở nụ cười chế nhạo uy hiếp ngươi thì như thế nào chứ ngươi có thả người hay không vương đại giật mình tính khí nóng giận đã bốc lên nên không thèm để ý gì nữa là do tính cách tạo thành âm đó hắn từng dám dương nanh múa vuốt với đại trưởng lão thứ hắn dựa vào chính là lão phụ của hắn hiện giờ lại có mình hữu tiên vực ở đây nên tất nhiên hắn sẽ rất ngông cuồng. Dầm! Thạch hạo chẳng hề nói gì, một tắt sáng thẳng lên khuôn mặt của vương, đại khiến khóe miệng, lại thêm dòng máu dài tràn ra, hàm răng gãy nát, thân thể bay ngược ra sau va thẳng lên vách tường. Vương đại thẹn quá hóa giận, chớp mắt ngã xuống hắn liền bậc nhảy, thần quang phát sinh triển khai bí thuật cấm kỵ hồng giết chết thạch hạo. Kết quả, hắn vọt tới và động thủ với thạch hạo, thì pháp lực cả người chợt cuộn tròn, thân thể của hắn như muốn nổ tung. Vương đại hoàng sợ, hắn vốn tưởng rằng thạch hạo chỉ là chuẩn trí tôn, mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Thế, nhưng giờ nhìn lại người này hơn nửa đã đột phá vào lĩnh vực cao thâm kia rồi. Có chút ý nghĩa, thứ được gọi là chín con rồng cũng khá đó chứ, thạch hạo lên tiếng. Bịch, lần này hắn một cước quét ra đá thẳng ngay cái miệng đang chảy máu của vương đại, mặc dù bảo thuật ra hết, công pháp huyền diệu thế, nhưng cũng không thể ngăn cản được. Vương đại mạnh mẽ hơn tu sĩ độ nhất đỉnh cao nhiều bởi vì trong cơ thể hắn có khắc trận pháp thần bí chín huynh đệ hắn để như thế nếu như hợp lại cùng nhau thì thiên hạ không thể sánh được chuyện này thạch hạo sớm đã biết rõ từ biên hoang hiện giờ chân chính động thủ với vương đại thì mới hiểu hơn chút nữa thật không hề đơn giản nếu không nếu là người bình thường thì thạch hạo chỉ cần tỏa ra uy thế cũng đủ áp chế đối phương tới mức không động đẩy nổi rồi nhưng cuối cùng kết quả cũng không thay đổi được gì ầm um, thạch hạo tung quyền chấn cho vương đại nổ tung đẫm máu khiếp sợ tại chỗ tất cả mọi người không ngờ rằng hắn dám xuất thủ xoẹt xương máu cùng xương vỡ phát sáng vương đại nhanh chóng gây dựng lại thân thể và tái hiện lại tại chỗ tóc tai bù xù tựa như ác quỷ nhìn chăm chăm thạch hạo đầy sợ hãi quả nhiên bất phàm có chút thú vị thạch hạo gật đầu thể nội vương đại có pháp trận đầu tiên là phát uy ngăn cản lại tử kiếp và cũng nhanh chóng phục hồi lại như cũ nếu như trong chín con rồng có hai đến ba người đứng cùng nhau, vậy trận pháp của bọn họ sẽ sinh sôi liên tục, gia trì lẫn nhau, kinh khủng vô biên, thạch hạo chợt hiểu ra. Người có phúc đó, lúc này, chó con lên tiếng nhìn về phía Tào vũ sinh, nói, bên trong cơ thể người cũng có các trận pháp đúng không? Nếu như lấy chín góc trận pháp trong thể nội của chín con rồng vương gia này cấy vào trong cơ thể của người, vậy thì ngày sau người sẽ vì đó mà thành đạo đấy. Đã như thế thì ta sẽ tặng người một món lễ lớn. Thạch Hạo nghe thế thì tiến về trước, một cước đá văng vương đại ra ngoài khiến hắn máu phun phè phè, cuối cùng không thể động đậy nổi. Rất nhiều người trên tử lâu hãi hùng khiếp vía, một ít thiếu nữ che miệng sợ hãi, người này quá mạnh mẽ, không hề sợ vương gia. Đạo hữu, nên tìm chỗ để khoan dung độ lượng. Đúng lúc này thì một người thuộc gia tộc nào đó của tiên vực lên tiếng. Có vài người cũng tiến lên, sắc mặt họ bình tĩnh đứng ngang hàng che chắn trước người của vương đại. Người của vương gia xỉ nhục ta trước ta ra tay trừng phạt thì không thể à thạch hạo hỏi à ta không quan tâm ân oán giữa các ngươi hiện tại phải dừng tay ngay lập tức ngươi có thể đi rồi một người trẻ tuổi áo trắng trong số đó lên tiếng đạo hữu việc đã tới nước này rồi vẫn nên biến chiến tranh thành tơ lụa việc kết thúc tại đây là được rồi một ông lão lên tiếng thạch hạo nhìn ông lão nói lời của ông cũng tương đối lọt tai thế nhưng người trẻ tuổi này tựa hồ rất ngông cuồng đó hồng gia tiên vực ta muốn bảo vệ vài người mà cũng cần phải ăn nói khép nép à người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói thạch hạo cười khẩy lời nói trầm thấp và mạnh mẽ nói đây là tù binh cầu ta người nào ngăn trở cũng vô dụng mấy người này cũng chẳng phải là chân tiên mà cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến hắn buồn buồn chấn áp toàn bộ rồi phủi mông rời đi mang theo một đám tù binh về hạ giới dằn vặt cũng được người muốn làm địch với hồng gia ta có người đứng đối diện lạnh giọng nói Thạch Hạo còn chưa nói gì thì lúc này chó con lên tiếng, nói, gì mà hồng ra cái dám gì thế, nắm xưa ta nhớ, từng thu một nhân sùng ở tiên vực cũng họ hồng, đừng nói là nhà các ngươi nhen. Con chó ghẻ này, ngươi. Người trẻ tuổi áo trắng mặt mày lạnh lùng chỉ nó. Đến bổn vương xem thử xem nào, chó con lên tiếng, nó từ trên cổ lấy xuống một chiếc lục lạc, rồi bắt đầu rung lắc. Vù vù vù. Giây lát đó, tất cả những người phía đối diện đều phát sáng, trên đầu hiện đầy phù văn thần bí đồng thời ngã nhào lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Thì ra là tên hồng gia bị ta thu làm nhân sủng kia, hắn đã khắc họa nguyền rủa vào trong máu huyết và truyền lại cho hậu nhân mình, kha kha, chó con cười khúc khích. A. À, những người kia kêu la thảm thiết. Khi âm thanh lục lạc biến mất, thì có người nơm nấp lo sợ quỳ sát nơi đó, run rong nói, ngài, thật sự là vị đại nhân kia. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, mặc dù người có thần kinh lớn cũng muốn hóa đá, chấn kinh không gì sánh nổi tình huống gì thế này tu sĩ của cả một gia tộc tiên vực lại trở nên bộ dáng như này gọi con chó con này là đại nhân hoang đường cực độ chó con vênh mặt đắc ý chẳng thèm để tâm tới việc này làm người người kỳ quái và chẳng biết nói gì nữa đại nhân đúng là ngài ư ông lão tuổi lớn nhất run rẩy quỳ dạp trên mặt đất rồi bò về trước thần thái khiêm tốn cực kỳ kính nể hành động này không thể không khiến người kinh ngạc gia tộc tới từ tiên vực sao lại như thế ngoan ngoãn và vô cùng e ngại một con chó con như vậy Vừa nãy các ngươi gọi ta là gì? Chó con liếc mắt nhìn bọn họ rồi nhảy lên trên bàn đá, nếu không nó quá thấp. Ông lão này chảy đầm đìa mồ hôi, lông tóc dựng đứng, bởi vì người trẻ tuổi áo trắng của tộc này lại dám gọi con chó con này là nó, chuyện này khiến hắn sợ hãi. Đặc biệt khi nghĩ tới tâm tính của con chó năm xưa thì lại càng run sợ hơn, ác độc tuyệt đối hơn nữa còn rất thù dai, chửi bới nó trước mặt mọi người như vậy, không phải là chán sống rồi hay sao? Năm đó, lão tổ của tộc này đã bị chó cắn không ít lần. Dù cho đã trở thành chân tiên thì khi nghĩ tới chuyện xưa cũng đều sợ hãi. Đó là một chuyện cũ đẫm máu không muốn nhớ lại. Hiện giờ, những hậu nhân này gặp lại vị tổ tông này làm có thể không sợ ư. Ngay cả bắp chân đều co rút lại. Đại nhân, ngài cũng không cần phải chấp nhặt gì với chúng ta. Xin hãy khoan dung, ông lão dập đầu tới mức máu chảy đầy tráng. Với tu vi của lão thì sẽ không như thế nhưng không thể không làm ra thái độ khiêm nhường như vậy. Vẻ mặt của những người đứng phía sau hoàn toàn khác biệt, có khiếp sợ có ngây người có mịt mù không biết làm sao hiển nhiên không phải tất cả mọi người của tộc này đều biết tới đoạn chuyện cũ kia thúc phụ một vị trung niên nhỏ giọng gọi ngậm miệng ông lão mắng thật không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn có thể gặp lại bộ tộc của các ngươi khà khà chó con nhe răng nở nụ cười răng sữa trắng như tuyết khiến người khiếp sợ trên thực thế trong lòng ông lão vẫn không ngừng chửi bới đã bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ là cả một kỷ nguyên đó và con cầu vật này vẫn có thể nhảy ra được. Năm đó tổ tiên hắn vững tin, con chó này đã chết, trong trận chiến tiên cổ đã bị người đánh lén một mâu đâm chết, kết quả giờ lại xuất thế. Hắn rất muốn trở về để bẩm báo tổ tiên, con chó kia vẫn còn sống. Còn có thiên lý nữa không đây? Ma đầu, ác ôn năm xưa, một tồn tại khiến tổ tiên của hắn khi nghe tới cũng phải vỡ mật, thời gian dài đằng đẵng qua đi vậy mà vẫn còn có thể hiện thế. Không còn gì để nói nữa, tới đây đi. Trước tiên bồi tội với nhân sủng của ta cái đã, chó con ruột chiếc móng vuốt nhỏ xí của mình, rồi chỉ về phía tàu vũ sinh. Kết quả, hai bên khi nghe thấy thế chỉ biết làm vẻ chán nản. Mấy người của Hồng gia tiên vực vô cùng mâu thuẫn, đặc biệt là người trẻ tuổi cùng trung niên kia bị một con chó quát lớn và bắt phải nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Về phía tàu vũ sinh thì càng không cần phải nói, tựa như uống một ngụm dầu sôi vậy, chán ngán muốn dẫm chết con chó này. Đây là nhân sủng của ngài ạ ông lão một mực nghiêm túc cẩn thận lấy lòng cút tào vũ sinh nhẫn không được nữa chúng ta cũng không có chửi với hắn chỉ là nạt nộ hai ba câu với người trẻ tuổi kia mà thôi có người phía sau thì thầm bọn họ thừa nhận mình nhằm vào thạch hạo chứ không có gây khó dễ cho tào vũ sinh việc này cũng liên quan tới nhân sủng của ta đương nhiên phải xin lỗi hắn rồi chó con nói thúc tổ hà tất phải như thế chứ nó chỉ là một con chó được đáng để thúc tổ phải ăn nói khép nép như thế không Người trẻ tuổi áo trắng đứng phía sau không nhịn được nữa nói, trên thực tế, hắn vẫn đang cố nhẫn nhịn, phổi gần như muốn nổ tung, đây là cường tộc xuất hiện chân tiên, và lúc này lại nhiều lần cầu khẩn xin lỗi một con chó. Dù như thế nào thì hắn cũng không chấp nhận được, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Bởi vì, hắn không biết nguyên nhân của tộc này, cũng không biết chân tướng thật sự. Với lão tổ, thì đây là một đoạn lịch sử tối tăm, là một chuyện xưa đẫm máu, thì làm sao có thể nói cho hậu nhân biết được? chỉ có một ít người có thân phận đặc biệt mới biết được mà thôi. Người không phục. Vèo, chó con nhảy lên và hạ xuống trên đầu của người trẻ tuổi áo trắng rồi không ngừng đập loạn, khiến mặt mày nổ đom xóm, xương sọ suýt nữa vỡ nát. Hắn tức phát điên rồi, gan đau, dạ dày đau, cả người đều đau, lại bị một con chó con bắt nạt như vậy khiến cơn giận của hắn ngút trời. Người dám sỉ nhục ta, hắn hét lớn. Người là cái thá gì mà nói chuyện sỉ nhục ở đây, tổ tiên của ngươi còn là nhân sủng của ta, một tên nhóc con nhà ngươi mà cũng dám hỏ hét với ta à chó con ngông nghênh chế nhạo ta liều mạng với ngươi người trẻ tuổi tỏa ra khí lành triển khai bí pháp muốn đánh giết chó con kết quả khi bảo thuật rơi lên trên người nó thì chẳng hề có chút tác dụng gì những người khác của hồng gia đứng bên cạnh đều hoảng sợ đặc biệt là ông lão kia thì mặt vàng như đất quỷ dạp run rẩy trên mặt đất nhiệt xúc ngươi còn không mau dừng tay cho ta hắn giống lớn thúc tổ thúc tổ sao lại như vậy người trẻ tuổi áo trắng sợ hãi nó chính là chủ thượng của chúng ta đó ông lão gian nan mở miệng nói ra ngay trước mặt tất cả mọi người mọi người đều ồ lên đặc biệt là mấy gia tộc của tiên vực sau khi bọn họ nghe vậy thì đều lộ vẻ khác thường tin tức này quá kinh người một con chó được há miệng ngậm miệng đều gọi kẻ khác là nhân sùng những thứ nó nói tới đều là sự thật nó có lai lịch gì ngay cả vương đại cùng hai tên người hầu của vương trường sinh cùng với vương thiên lúc này đều tê dại ra đầu Vẻ mặt cứng đờ đầy chấn kinh. Người của Vương gia há hốc miệng, bọn họ cho rằng gia tộc tiên vực mà mình có thể dựa dẫm vào lại bị một con chó áp chế, khuất phục phục tùng, chuyện này muốn hù chết người khác mà. Đặc biệt, khi nghe được lời nói kia thì sao lại cảm thấy không đúng? Lão tổ Hồng gia dù gì cũng là tồn tại cấp chân tiên, vậy mà lại trở thành nhân sủng của con chó con này. Còn có thiên lý không đây, là muốn hù chết các đại thế gia mà. Ít nhất là những công tử tiểu thư tới từ thế gia trường sinh đều chấn kinh. Ra đầu tê dại, từng người đều chẳng dám thở mạnh, chưa bao giờ sợ hãi như ngày hôm nay. Nghĩ tới chuyện trước đây không lâu, trưởng tôn vương gia còn vây mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn, với tên tào đạo sĩ cùng con chó con kia thì tất cả mọi người không còn biết nói gì nữa, đúng là muốn tìm đường chết mà. Dầm dầm rầm, ông lão của hồng gia cố gắng đứng dậy rồi đánh người trẻ tuổi kia một trận no đòn, mặt mày xưng phủ quỷ dạp dưới đất. Vương đại hoàn toàn ngây người, nguyên vốn hắn còn tưởng sẽ mượn nhờ sức mạnh của gia tộc tiên vượt uy hiếp thạch hạo nghiền ép đối thủ kết quả thứ được gọi là minh hữu kia lại quỳ gối lúc này thì thạch hạo động thủ kéo vương đại tới trước mặt mọi người để nghiên cứu hắn muốn tìm hiểu trận pháp trong thể nội của hắn và đưa cho tào vũ sinh một món quà lớn tào mập hiện tại tầm bảy tám tuổi mập mạp úc núc ăn mặc một bộ đạo bào vào hắn lao tới gần vương thiên rồi dùng sức đạp mạnh ta bảo ngươi phái người truy sát ta thế mà ngươi lại làm mưa làm gió hả nhiều năm qua dùng danh nghĩa trưởng tôn vương gia để truy nã ta khắp thiên hạ ta đạp tào mộc bất chấp đạp đá vương thiên chẳng ra hình thù gì xoẹt thể nội vương đại phát sáng bị thạch hạo chạm phải trận pháp kỳ dị được khác trong huyết nhục hắn lập tức thần hồn hắn trở nên run rẩy không người không thể làm vậy được hắn khàn khàn la lớn đây chính là ba của ta vương trường sinh bố trí nếu như ngươi cưỡng ép lấy đi thì ông sẽ xin cảm ứng ngay vương đại lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi thế nhưng không hề quên việc đe dọa thạch hạo cười khẩy rồi vỗ xuống một trường khiến cơ thể hắn rung lên dữ dội miệng phun đầy máu đồng thời hào quang trận pháp của thể nội trói lóa hoa văn càng ngày càng rõ ràng đại nhân ngài về tiên vực với chúng ta chứ nếu vậy khi tổ tiên nhìn thấy ngài thì chắc chắn sẽ mừng rỡ đó ông lão của hồng gia nịnh nọt chó con mừng rỡ luôn à ông lão biết Lão tổ của bọn họ rất căm hận con chó này Cả đời đều không muốn gặp lại Nếu như mang nó trở về Thì phòng chừng lão tổ sẽ nuốt sống hắn luôn Chó con cười cười đầy giả tạo Miệng như muốn nhắc lại một vài chuyện xưa Lộ ra hàm răng nanh sữa trắng như tuyết Cười hì hì nói Không vội Trên thực tế là nó không dám đi vì trột dạ Hiện giờ đạo hạnh của nó đã bị phế bỏ Nếu như để cho nhân sủng tiên vực kia biết Thì khả năng sẽ lộ ra nó ngay Nhưng những người khác cũng không có nghĩ như thế tất cả đều đang bầm báo tin tức cho gia tộc mình ngày hôm nay chính nơi này đã xảy ra một chuyện vô cùng to lớn một con chó từng thu một vị chân tiên làm nhân sủng. ngay cả từ gia tộc tới từ tiên vực cũng cảm thấy con chó này có lai lịch quá nghịch thiên sẽ chuyển tin tức này chuyển khắp kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người